chương 271, Đại Na Di lệnh hòa cổ truyền tống trận. Đại Na Di lệnh danh xưng này Hàn Lập chưa từng nghe qua, nhưng thấy Lữ Thiên Mông không do dự ra tay diệt trừ người khác, liền biết sự chân quý của vật ấy. Chẳng qua đối mặt với tạo hình quỷ dị của hài cốt ngũ sắc, Hàn Lập cũng không dám tùy ý manh động. Hắn lấy ra kim nhận, cẩn thận đâm vào hài cốt, thấy không có phản ứng gì, lúc này mới yên tâm đi đến gần, cẩn thận dò xét khối lệnh bài. Lệnh bài màu xanh lam lấp lánh, phóng ra ánh sáng trong suốt nhàn nhạt, từ hoa văn cổ xưa mộc mạc cùng với chữ viết cổ ở mặt trên minh ấn xem ra nó rõ ràng là thượng cổ chi vật. Về phương diện khác Hàn Lập cũng không cảm ứng được có cái gì khác thường, linh lực ẩn giấu cũng không quá cao. Hàn Lập nghĩ nghĩ, dùng kim nhận trong tay nhẹ nhàng sửa ra, dễ dàng đem lệnh bài đưa đến tay. Dùng ngón tay ấn một cái, thực không phải là vật liệu kim loại như trong tưởng tượng, ngược lại trong mềm có cứng, phảng phất như là được chế tạo từ một loại gỗ nào đó. Hàn Lập nhìn trong chốc lát, sau đó liền thử rót vào một chút linh lực. Nhưng một cỗ hấp lực khổng lồ từ trên lệnh bài truyền đến làm cho một lượng lớn linh lực trong cơ thể hắn thoát ra, Hàn Lập sợ tới mức nhanh chóng cắt đứt sự thu hút linh lực, lúc này mới làm cho hấp lực biến mất. Hàn Lập đã nếm đau khổ nên không dám thí nghiệm lung tung nữa, mà là cẩn thận đem lệnh bài thu vào trong túi chữ vật. Tiếp theo hắn lại đi quanh truyền tống trận chẳng biết tên chi này vài vòng, đối với việc nó truyền tống đến chỗ nào rất là tò mò. Đương nhiên hắn sẽ không lỗ mãng tiếp tục thí nghiệm, huống hồ cho dù hắn có ý tưởng ngu ngốc này cũng không thể thực hiện được. Bởi vì một góc của truyền tống trận đã bị tổn hại, tuy hư hao không nhiều lắm nhưng cũng đủ để làm cho nó không thể sử dụng một cách bình thường. Hàn Lập Trừng mắt nhìn, đột nhiên lấy ra một khối ngọc giản, bắt đầu đem dạng thức hoa văn của truyền tống trận sao lục, chuẩn bị tìm một ít người nhìn xem còn có thể chữa trị cho nó hay không. Hắn đối với điều này tràn ngập hy vọng, sau khi hoàn thành xong hết thảy, Hàn Lập liền tìm kiếm bốn phía trong huyệt động nhìn xem có còn bỏ sót thứ gì hay không. Kết quả ở sau một cột đá thô to, phát hiện hai quả trứng tròn trong suốt, kích cỡ bằng nắm tay. Vừa thấy chúng nó, Hàn lập kinh nghỉ dị thường, không cần đoán liền biết đó chính là trứng của con nhện yêu thú kia. Lợi hại của yêu thú, hắn đã tự mình thử nghiệm qua, sao có thể bỏ qua thứ cơ hội này? lập tức từ trong túi chữ vật của một tu sĩ linh thú sơn tìm được một cái túi ra được trang trí rất đẹp, đem trứng con nhện cẩn thận thu vào trong, sau đó nhét vào bên hông. Có thu hoạch lần này, Hàn Lập càng thêm chú ý tìm kiếm những chỗ còn lại, đáng tiếc không có phát hiện gì. Chẳng qua Hàn Lập trong tâm đã rất hài lòng, cũng không thèm để ý. Hắn đem thi thể của bọn tuyên nhạc, Lữ Thiên Mông dùng hỏa cầu biến thành cho bụi, che giấu diệt tích. Khi gặp hài cốt ngũ sắc, Hàn Lập cũng tùy tay cho vài quả hỏa cầu nhỏ, đồng loạt chuẩn bị hủy diệt. Kết quả khi liệt hỏa thiêu đốt qua đi lại ngưng kết xuất ra 7, 8 hạt châu nhiều màu. Điều này làm cho Hàn Lập kinh ngạc, tự nhiên tò mò thu giữ lấy. Hàn Lập sau đó phải rời khỏi nơi này, nhưng vì không muốn cho truyền tống trận bị người khác phát hiện nên khi hắn rời đi đã dùng thanh nguyên kiếm quang đem cửa động biến thành bột mịn, hoàn toàn ngăn chặn việc đi vào. Đương nhiên hắn lưu lại một ít ám ký tại phụ cận để sau này có thể tìm được nơi này. Sau đó Hàn Lập dựa theo phương hướng gió thổi trong động thạch nhũ, sau mấy canh giờ liền tìm được một cái cửa ra vô cùng bí mật, rút cuộc bước lên trên mặt đất. Bởi vì sợ hãi người phê ma đạo còn lãng vãng tại phụ cận, Hàn Lập một chút cũng không dám chỉ hoán, khởi động thần phong chu hướng Thái Nhạc Sơn thoát đi. Bởi vì trên đường vô sự nên sau 7, 8 ngày Hàn Lập liền trở về Hoàng Phong Cốc, hắn hướng quản sự thuật lại một phen tao ngộ khi đã giản lược bớt, sau đó liền trở về động phủ của mình đợi lệnh. Lúc này hắn cũng biết đợt đại chiến thứ hai đã bắt đầu. Hơn nữa lúc đầu bảy phái dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của hai nước, đối mặt với 6 tông tựa hồ chiếm thượng phong, điều này làm cho không khí trong Hoàng Phong Cốc dịu đi rất nhiều, không hề giống như bị chiến sự ác liệt mà bi quan. Sau khi trở về, thấy trong động phủ hết thảy đều như trước hàn lập mới thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên hiện tại trở về môn phái không phải là một cử chỉ khôn ngoan, 89 phần 10 sẽ bị bắt làm lính, hiện tại bảy phái đối với đệ tử lâm trận lùi bước, lấy cơ tránh né nhiệm vụ, xử phạt thập phần nghiêm khắc, nhẹ thì xử phạt linh thạch, nặng thì phế bỏ pháp lực, điểm này là bất dung tình. Hơn nữa nghe người ta nói trong bảy phái đã có gần trăm người chịu xử phạt nặng, nhẹ không đồng nhất. Mà có hay không có hành động tránh né chiến tranh, Yêu cầu đệ tử không có nhiệm vụ cùng đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, phải trở về bổn môn báo cáo. Nếu như không xuất ra lý do vượt quá quy định thời gian, liền sẽ bị phán định xử phạt. Đương nhiên việc tránh né không hề xuất hiện, còn trực tiếp trốn sang nước khác, hậu quả sẽ đáng sợ hơn, sẽ bị bảy phái đuổi giết cả đời, chỉ cần bảy phái tồn tại một ngày, việc đuổi giết sẽ không đình chỉ. Hàn Lập lúc này còn không muốn thoát ly Hoàng Phong Cốc và Việt Quốc, tự nhiên phải thành thành thật thật trở về nghe lệnh kỳ thật hắn phỏng chừng khi chiến tranh ma đạo cùng chính đạo đồng thời mở rộng cả khu thiên nam sẽ có địa phương nào bình yên đây các nơi tu tiên giới có thể bị cuốn vào trong tranh đấu chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi tự nhiên như vậy còn không bằng ở tại việt quốc dù sao cũng khó rời bỏ quê hương chuyện thứ nhất khi hàn lập trở lại động phủ chính là đem trứng con nhện kia nhúng chìm vào trong linh nhãn chi tuyền để linh khí chậm rãi nuôi dưỡng ấp nở tiếp theo hắn liền đóng chặt cửa hai ngày rút cuộc đem tầng thứ nhất của đại diễn quyết luyện thành không biết là trùng hợp hay không, Thanh Nguyên kiếm quyết lâu đã không có tiến triển, đồng thời đột phá lên tầng thứ 5, làm Hàn Lập tiền vào trình độ của trúc cơ trung kỳ. Hàn Lập thấy vậy trong lòng mừng rỡ, dù sao lúc này mỗi khi tu vi tăng lên một ít, hy vọng bảo vệ tính mạng trong loạn lạc cũng lớn hơn một ít. Nhưng làm Hàn Lập kỳ quái chính là sau mấy ngày trở lại, đến nay trong môn phái không có phái hắn làm nhiệm vụ gì, điều này làm cho Hàn Lập có chút bất an. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, sự tình càng khác thường thì càng đại biểu cho phiền toái cùng nguy hiểm nhưng hàn lập thay đổi ý nghĩ hiện tại cùng lục đạo tranh đấu còn có nhiệm vụ gì là an toàn ngay cả thủ vệ mỏ linh thạch cũng thiếu chút nữa là chết nhiệm vụ gì cũng không sao cả suy xét qua đi hàn lập khôi phục trở lại tâm tính bình thường nhân có thời gian ngắn ngủi này tìm hiểu xem đại na di lệnh rút cuộc là cái gì và cũng không cần phải truyền tải sự tình của đồng nguyên nhi cho sư phó hán lý hóa nguyên cùng hồng phất sư bá bởi vì thân là tu sĩ kết đan kỳ bọn họ sớm đã có nhiệm vụ trên thân, không ở tại trong môn phái. Hàn Lập trải qua hai ngày ở trong thiên tri các tìm kiếm xung quanh, rút cuộc tại một quyển sách gọi là Động Huyền Giải tìm được sự giới thiệu đơn giản về Đại Na Di Lệnh. Theo như trên sách ghi lại, cái lệnh bài màu xanh lam lấp lánh này là một pháp khí cần có khi một nhóm tu sĩ cổ xưa tiến hành truyền tống siêu khoảng cách, nếu không sẽ không thể bảo đảm an toàn khi truyền tống. Chỉ có được đại na di lệnh tu sĩ cổ xưa mới không vì truyền tống quá xa mà bị áp lực không gian hình thành khi truyền tống đẻ ép đến chết. Cho nên khi truyền tống đoạn ngắn, áp lực không gian tự nhiên có thể bỏ qua, ví dụ như là tiểu truyền tống trận trong và ngoài nhạc lộc biệt, Hàn Lập sẽ không có cảm giác không ổn. Cho nên sự bảo đảm an toàn của đại na di lệnh như thế nào trên sách cũng không nói gì. Hơn nữa phương pháp chế tác đại na di lệnh sớm đã thất truyền trong loạn lạc của tu tiên giới. Sự tồn tại của Đại Na Di lệnh vì thế cũng tiêu thanh biệt tích, đến hôm nay đã thành truyền thuyết chi vật, căn bản là không nghe nói qua ai có vật đó ở trong tay. Chẳng qua điều này đối với tu tiên giới hôm nay mà nói cũng là một sự tình không sao cả. Bởi vì truyền tống trận cổ xưa so với Đại Na Di lệnh còn sớm trở thành truyền thuyết hơn. Địa phương khác thì không biết nhưng tại khu thiên nam này trước mắt một cái cũng không thấy. Còn ở một địa phương nào đó không có ai ghé qua hay trong mật địa của gia tộc có hay không, điều này cũng khó nói nhưng tu tiên giới ngày nay có khả năng kiến tạo truyền tống trận xa nhất cũng chỉ có hơn trăm dặm mà thôi, so tính với truyền tống trận trăm ngàn dặm cổ xưa, căn bản không thể luận bàn. Nhưng như vậy mà giá cả xây dựng đã rất đắt đỏ, một nhà, một phái nhiều lắm cũng chỉ có ba, bốn tòa mà thôi, nhiều cũng sẽ làm cho họ đau lòng tốn của. Hàn lập sau khi rõ ràng tác dụng của đại na di lệch, trong đầu óc xuất hiện một ý niệm chính là cái truyền tống trận trên mặt đất kia, chẳng lẽ chính là một loại cổ xưa. Phán đoán này làm tim Hàn Lập đập thình thịch, trong lòng biết rằng xác suất đó là cực cao. Nếu như thế thì hắn có đại na di lệnh này cùng với việc tái sửa chữa truyền tống trận kia, chẳng phải lập tức đi đến một địa phương ở ngoài ít nhất là trăm ngàn dặm sao. Vũng nước đục giữa bảy phái và sáu tông hắn liền không cần tham gia tranh đấu, có thể đi tới một địa phương mới để tiếp tục tu luyện. Ý tưởng này nảy ra làm hắn rút cuộc nhẫn nại không được. Hắn bắt đầu tìm kiếm bộ sách về truyền tống trận cổ xưa, nhìn xem có thể có phương pháp sửa chữa cái trận pháp kia hay không. Hàn Lập tìm kiếm vài ngày ở trong phần lớn tàng thư của Thiên Chi Các nhưng không thể từ trong sách về trận pháp tìm được tư liệu về truyền tống trận cổ xưa, một chút cũng không tìm được. Điều này làm cho hắn thất vọng, lúc này Hàn Lập liền nhớ tới một người có lẽ có khả năng giúp mình sửa chữa trận pháp này. chương 272, một năm, người Hàn Lập suy nghĩ tự nhiên chính là Tề Vân Tiêu, kẻ đã từng có ước định mấy năm với hắn. Vị bằng hữu trận pháp xưa kia của Tề Vân Tiêu, một khi đã tinh thông điên đảo ngũ hành trận thì đối với các pháp trận khác cũng sẽ tinh thông mà truyền thống trận pháp thượng cổ này cũng coi như là một loại trận pháp do đó vị bằng hiếu kia của hắn nói không chừng có thể chữa trị được hàn lập nghĩ như vậy nên trong lòng rất là động tâm tính toán thời gian thấy cách ngày tái hội lúc trước không còn xa nhưng hiện tại ở trong môn phái tùy thời đều có nhiệm vụ đương nhiên không thể lập tức đi tìm đối phương chỉ có sau này thử cách khác hàn lập suy xét một phen liền có chút hủ rũ không có lòng dạ nào lật dở mấy cuốn sách về trận pháp này nữa, hắn sau đó đi ra khỏi thiên tri các để trở về động phủ. Trở lại trong động phủ Hàn Lập phát hiện chứng con nhện tựa hồ lớn hơn một vòng, xem ra linh nhãn chi tuyển đối với việc tăng tốc sự ấp nở thật hữu hiệu. Hàn Lập thấy vậy lập tức vẽ một cái pháp trận khống thần đơn giản, đây là một loại thủ đoạn cơ bản mà tu sĩ dùng để khống chế chứng yêu thú. Tiếp theo trích vài giò tinh huyết vào pháp trận, đem chứng nhện thả vào trong đó. Đợi pháp trận có hiệu quả, Hai quả trứng hấp thu hết tinh huyết mới đem chúng nó trở lại linh tuyền. Khi Hàn Lập hoàn thành việc này liền nhận được một đạo phù truyền âm bảo hắn nhanh chóng tập hợp tại nghị sự điên. Hắn trong lòng dùng mình, biết nhiệm vụ rút cuộc đã đến. Trường chiến tranh giữa thất phái cùng Lục tông, trong một mảng loạn thạch của Kim Cổ Nguyên nào đó ở ranh giới giữa Việt quốc và Sa Kỳ quốc, Hàn Lập đang chỉ huy hai đạo hắc quang biến hóa như ô long, vài cái kim nhận, đem một gã đệ tử trúc cơ sơ kỳ của Quỷ Linh môn vây khốn, điên cuồng tấn công không ngừng. Tuy trên người đối phương hắc khí cuồn cuộn, rất kinh người, ngoài ra còn ẩn ẩn có đầu lâu xương khô rung động ô ô, nhưng dưới sự công kích giống như vũ bão của hai bộ pháp khí nên rất nhanh đã bị Hàn Lập tìm thấy sơ hở, đem chảm thành mấy mảnh. Hàn Lập cực kỳ thuần thục cầm lấy túi chữ vật trên người đối phương, liền biến mất tại trên hoang nguyên mờ mịt. Thu hoạch lần này đã có, hơn nữa sắc trời đã tối muộn. Dựa theo quy ước, tu sĩ kết đan kỳ của thất phái cùng ma đạo lúc này sẽ đi ra đánh nhau sống chết. Vạn nhất ảnh hưởng đến mình, không phải là chết oan uổng sao hàn lập đã từng thấy qua tu sĩ kết đan kỳ tranh đấu trong lòng liền sợ hãi không thôi trong vòng vài dặm đều bị đấu pháp của tu sĩ ngự linh tông và hóa đao ổ lần đó làm cho long trời lỡ đất thiếu chút nữa đem hắn cuốn đi xa bảy tám dặm từ đó về sau chỉ cần ngày có chút tối tăm hắn sẽ sớm trở về cho dù không có thu hoạch được gì cũng không sao một năm trước hắn phụng mệnh cùng những người khác hộ tống một lượng linh thạch đến đất này sau đó đã bị giữ lại nơi đây trở thành một vật hy sinh cao cấp của thất phái, không những liên tiếp tham gia tranh đấu quy mô lớn, nhân số hơn ngàn người, mà còn xâm nhập vào kim cổ nguyên chém giết với địch nhân phân tán như vừa rồi luôn luôn phát sinh. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, từ sau khi chấm dứt làn sóng giao chiến bình thủ lần thứ hai giữa ma đạo cùng thất phái, song phương ở kim cổ nguyên cách xa nhau tương đối, dần dần hình thành một tháng một trận đánh lớn. Mỗi ngày đều có những cuộc chiến đấu lớn nhỏ kỳ quái. Cái gọi là đánh lớn chính là song phương các phái xuất ra đội ngũ hơn một ngàn người, tranh đấu với nhau một phen. Mà đánh nhỏ chính là song phương các phái xuất ra một số tu sĩ nhất định, hoặc ba, năm thành một nhóm, hoặc đơn độc hành động, tại trung tâm kim cổ nguyên liệp sát tu sĩ đối phương. Đánh lớn thì không cần nói, song phương đánh một cú thật náo nhiệt. Nhân số chết lại không có mấy, trừ phi là liều mạng, nếu không song phương mở ra hộ thuẫn kết giới. Ai cũng đừng mong dễ dàng thương tổn đến, đánh nhỏ, bởi vì tu sĩ kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ thực lực không thể so với nhau nên song phương sau khi trải qua một phen thăm dò liền đem thời gian từ dạng sáng đến chiều dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ chém giết đến buổi tối cao thủ kết đan kỳ của hai phe mới có thể xuất động để đại chiến một hồi tu sĩ kết đan kỳ đơn đả độc đấu một chọi một thì đả bại đối phương rất dễ dàng thậm chí có thể làm trọng thương đối thủ nhưng nếu muốn lấy đi tính mạng thì thật là không dễ dù sao một gã kết đan kỳ tu sĩ toàn lực chạy trốn thật sự tốc độ rất kinh người kể từ đó trong thời gian một năm tu sĩ trúc cơ kỳ của hai bên đều bị tổn thương mấy trăm người mà tu sĩ kết đan kỳ một người cũng không có điều này làm cho chủ sự song phương cảm thấy đau đớn không ít cũng có chút buồn bực bởi vì tu sĩ luyện khí kỳ pháp lực thấp kém chỉ có thể làm lực lượng dự bị ngược lại được bảo tồn thập phần đầy đủ chẳng qua trường đại chiến cùng việc đánh lén không ngừng trong một năm qua làm cho tu sĩ lục tông và thất phái cảm thấy ăn không tiêu song phương thật lực liều mạng tiêu diệt làm suy yếu đối phương và còn đồng thời tích chữ lực lượng. Bọn họ cũng rất rõ ràng rằng thời khắc quyết chiến đã rất cận kề. Hàn Lập khởi động thần phong chu, sau một canh giờ liền xuất hiện trong trận doanh của mình. Từng gian một ốc kích thước không đồng nhất, thạch ốc trong cấm chế như ẩn như hiện, sắp xếp lộn xà lộn xộn, không có quy luật gì cả. Mấy cái này chính là người tu tiên tiện tay dùng một hệ hoặc thổ hệ đạo thuật xây dựng nên phòng ốc tạm thời, đương nhiên là phải phân chia khu vực tùy theo môn phái hàn lập trước tiên đi đến chỗ ở của chính mình một gian thạch ốc không lớn sau khi đóng cửa hắn liền dùng một bộ trận kỳ tiểu cấm đem thạch ốc tạm thời phong bế tiếp theo hàn lập lấy ra những thứ đắc thủ hôm nay ở trong túi chữ vật bắt đầu kén cá trọn canh lại là đầu lâu xương khô cùng một đống cờ hiệu nhỏ mấy thứ quỷ quái này ngoại trừ người của quỷ linh môn ai có thể sử dụng chỉ có thể đổi một chút tiền di thanh kiếm này cũng được để lại dùng cái này Hàn Lập sau khi lầm nhầm tự nói liền rất nhanh đem pháp khí cùng vật phẩm hữu dụng trong đống đồ giữ lại, những thứ không đáng tiền và không dùng được đều bỏ vào trong một cái túi chữ vật khác. Cầm lấy túi chữ vật này, Hàn Lập dỡ bỏ trận kỳ, đi ra khỏi phòng. Sau mấy lần quẹo, hắn hướng tới một gian phòng dễ dàng nhìn thấy trong một loạt nhà. Diện tích một ốc này chiếm năm, 60 trượng, cả nhà đều màu vàng, dưới sự chiếu rọi của mặt trời, lấp lóe sáng lên, bình thường giống như được tạo thành từ kim loại. Hàn Lập không khách khí đẩy cửa đi vào, trong phòng ồn ào om sòm, cực kỳ náo nhiệt, có mười mấy tên tên tu sĩ có danh tiếng đang bày ra quầy giao dịch thứ gì đó, còn có rất nhiều tu sĩ đang cùng chủ quán cò kè mặc cả hoặc là chọn lựa đồ vật trong quán. Hàn Lập như đã quá quen thuộc, nhanh chóng tiến đến mấy quầy hàng, những thứ trong túi chữ vật lập tức biến thành linh thạch, sau khi tẩu tán hết thì trên tay đã xuất hiện gần 100 viên linh thạch. Hàn Lập không chú ý tới người khác, hướng một quầy hàng lớn nhất trong phòng đi tới. Quầy này dài khoảng 7, Tám trượng, cơ hồ phải lớn hơn 3, 4 lần quầy khác, quán chủ còn là một vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ béo nung núc. Hàn lập cái gì cũng không nói, lập tức đem linh thạch từ trong túi chữ vật ném cho tên mập, sau đó không khách khí nói. Trần Huynh, đổi cái long ngâm thảo kia, ta đã gom đủ 500 viên linh thạch rồi. A, à, a, à, nguyên lại là Hàn Huynh đệ, thật lợi hại, nhanh như vậy đã đem tới linh thạch. Để ta xem chút tên mập vừa thấy Hàn Lập lập tức cười hì hì, sau đó dùng đôi tay béo núc ních nắm lấy túi chữ vật, đem tâm thần đắm chìm vào trong đó, cảm ứng số lượng linh thạch. Tốt, tốt, đúng là 500 linh thạch. Đây là Long Ngâm Thảo, Thu Lấy đi trần mập mặt mày hớn hở, từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận cái hộp nhỏ, trực tiếp mở nắp ra xem, sau khi liếc mắt một cái liền gật đầu Thu Lấy, sau đó chờ đợi một chút rồi hỏi tiếp. Lần trước hỏi về phương thuốc, không có tin tức gì sao? Chỉ cần có phương thuốc, giá tiền ta có thể xem xét. Lão đệ phương thuốc tuyệt đối là vật hy hữu tuy trong tay tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta có thể có một số nhưng cũng đều là bảo bối ai lại lấy ra đem bán huống hồ lão đệ còn muốn phương thuốc hữu dụng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ khó khăn lại trồng chất khó khăn ta cố hết sức nhưng thật sự tìm không được trần mập nghe xong lời của hàn lập sắc mặt khổ đau hướng về phía hắn kể khó kể khổ hàn lập trong lòng có chút thất vọng nhưng biểu hiện trên mặt lại lạnh nhạt cười nói không quan hệ không có cũng không sao vẫn muốn đa tạ trần huynh đã giúp ta có được hai cái trần mập nghe xong lời ấy cười hì hì nói hai phương thuốc kia gần như là loại bỏ đi đã tồn động trên tay ta nhiều năm ngươi muốn chúng nó lúc ấy ta thật là có chút không dám tin tưởng chẳng qua lão đệ muốn mang về tiến hành thí nghiệm cải tiến điều này thật đúng là việc mà người thường không dám làm dù sao tiêu phí quá lớn thời gian cùng tinh lực nói không chừng chỉ có vài người tài cao mới có khả năng hoàn thành trần mập nói xong liền có chút cảm khái hàn lập nghe xong mỉm cười không nói gì hắn từ lúc ở đây liền phát hiện được nơi giao dịch trong doanh trại này ngạc nhiên thấy trong này có rất nhiều vật phẩm chân quý căn bản không thể tìm thấy ở phường thị từ nguyên liệu dược thảo đến công pháp pháp khi cơ hồ cái gì cần đều có dược tài thiếu của tụ linh đan dễ dàng thu thập khi giao dịch chỉ cần trở về tiến hành nuôi dưỡng lập tức có khả năng làm pháp lực hắn lại đột nhiên tăng mạnh thậm chí ở tên mập mạp này hắn chỉ tốn gần ngàn linh thạch liền mua được hai phương thuốc cổ mà chỉ có trong mơ mới có được điều này làm cho Hàn Lập kinh hỉ phát cuồng. chương 273, Sảo Ngộ Sau khi đào hết linh thạch trong túi tiền, thậm chí ngay cả đại bộ phận phương thuốc cổ được làm mới lại sau này hắn đều có. Một bộ phận còn lại, Hàn Lập cắn răng một cái, mạo hiểm xuất ra hai gốc dược thảo 400 năm và tham gia nhiều lần nhiệm vụ liệp sát tu sĩ ma đạo nên cứ như vậy, chẳng những nhận được số linh thạch thường theo quy định mà những thứ trong túi chữ vật của địch còn có khả năng trao đổi lấy nhiều linh thạch hơn, bằng vài kiện phù bảo trong tay cùng với uy lực của đại diễn quyết hàn lập cho dù đụng phải tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng có thể bình yên thoát thân trở về đồng dạng nếu là tu sĩ mà đạo trúc cơ sơ kỳ hay trung kỳ gặp phải hàn lập tự nhiên sẽ không có lực hoàn thủ bỏ mạng dưới tay hắn đương nhiên tên gia hỏa biến thái như thiếu chủ quỷ linh môn bằng vào thân phận của hắn thì như thế nào lại tham gia cái hành động loại này kể từ đó trong một năm này hàn lập cũng có chút danh khí trong tu sĩ trúc cơ thất phái ai cũng biết hoàng phong cốc xuất hiện một người mới Tu Vi là trúc cơ trung kỳ nhưng liên tiếp ngắm bắn người mấy tu sĩ mà đạo mà toàn thân còn có thể trở về, có thể nói là không thể tưởng tượng được. Hàn Lập dùng linh thạch đổi tới tay, đem nguyên liệu còn lại của các phương thuốc cổ thu thập đủ, nghe nói ở trong doanh trại của các phái khác cũng đồng dạng có sở giao dịch. Hắn liền hỏi vị trần mập này giúp hắn để ý xem có hay không có phương thuốc, tuy nhiên hôm nay xem ra không có cái gì cả. Hàn Lập đang muốn cáo từ đối phương, bỗng nhiên bên người có một trận hương thơm sộc vào mũi, Hắn cảm thấy ngạc nhiên quay đầu thì thấy phía sau có một nữ tu sĩ diễm lệ, lạnh lùng. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt động lòng người, thân thể mềm mại đầy đặn kia, thần sắc trên mặt hàn lập không động nhưng trong lòng đã có chút lo sợ, bất an. Không ngờ đó chính là vị trần sư muội từng có tiếp xúc ra thịt, tưởng tượng đến tình hình của đêm hương diễm nóng bỏng kia, trong lòng hắn có một cảm giác khác thường. Lại nói tiếp hắn cùng nữ tử này từ sau khi rời khỏi cấm địa, trong thời gian dài cũng không gặp mặt, không biết đối phương khi nào cũng đi tới nơi đây. Ngũ bá, đây là thứ người muốn. Trần sư muội nhàn nhạt liếc mắt dò xét hàn lập, sau khi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, liền đi tới trước trần mập, đem một cái túi chữ vật đưa qua. Hi hi, chất nữ xinh đẹp, người đến rất đúng lúc, trong này đang cần gấp hàng hóa đây. Trần mập gặp trần sư muội liền nói, thịt béo trên mặt cao hứng rung rung lên. Ngũ bá, hàn lập bị danh sưng này của trần mập làm cho ngạc nhiên cả nửa ngày hắn vạn vạn lần không nghĩ tới vị mập mạp mà mình biết hơn nửa năm nay chính là trưởng bối của trần sư muội bằng vào tu vi trúc cơ trung kỳ xem ra địa vị trong gia tộc trần thị khẳng định sẽ không thấp trần sư muội ngoại trừ lúc đầu liếc mắt nhìn hàn lập sau đó liền lạnh lùng không hề để ý đến hắn dù chỉ bằng nửa con mắt điều này làm cho hàn lập trong lòng có không ít tư vị trần huynh tại hạ trước tiên cáo từ sau sẽ ghé thăm hàn lập không muốn lưu lại nữa liền nói lời khách khí quay đầu đi ra bên ngoài sở giao dịch trần sư muội xinh đẹp lúc này mới lạnh lùng nhìn bóng dáng hàn lập đi xa đôi mi thanh tú nhân lại hướng vị trần mập đang xem xét túi chữ vật hỏi ngũ bá tên tiểu quỷ nhát gan tìm người mua thứ gì sao tiểu quỷ nhát gan trần mập bị từng lời từng lời của vị chất nữ xinh đẹp gây chú ý chính là tên gia hỏa vừa rồi mới đứng ở trong này đó ngươi nói hàn lập trần mập chấp chấp đôi mắt nhỏ sắc mặt hiện ra vẻ khó tin chính là hắn có cái gì không đúng Trần Sư muội xinh đẹp có chút kỳ quái hỏi, ngày đó trong lần đi tới cấm địa, Hàn Lập không lưu lại ấn tượng tốt cho vị Trần Sư muội này, nàng nghĩ rằng Hàn Lập chỉ là một tên trốn tránh cuộc chiến nhưng lại gặp được vận may to lớn. Trần Mập trầm mặc một chút, bỗng nhiên thở dài, khẩu khí có chút cổ quái nói. Chất nữ xinh đẹp, người vừa đến nơi đây, có một số việc còn không rõ ràng cho lắm. Tuy không biết người như thế nào cho rằng người này là tiểu quỷ nhát gan, nhưng thanh danh hắn trong đồng môn cũng không nhỏ đâu hắn chính là kẻ lợi hại liên tiếp tiêu diệt hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ, tuyệt đối không phải là loại xoang. Ta thậm chí muốn sau khi cuộc chiến chấm dứt, hướng ra chủ tiến cử người này đó. Nếu có khả năng lung lạc hắn, chính là có cánh tay trợ giúp không nhỏ. Hắn tiêu diệt hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ, Trần sư muội nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng bây giờ lại hiện ra sự hoảng sợ, thật sự không dám tin tưởng lời nói nghe được ở trong tai. Nàng không khỏi ngơ ngác nhìn lại phương hướng đại môn của sở giao dịch, nhưng lúc này hàn lập đã sớm đi ra khỏi phòng sau khi đi ra khỏi sở giao dịch hàn lập hơi trầm ngâm sau đó liền hướng chỗ ở của vị sư phụ lý hóa nguyên đi tới như thường lệ chuẩn bị ân cần hỏi thăm thực hiện một chút lễ nghĩa thầy trò lý hóa nguyên thân là tu sĩ kết đan kỳ chỗ ở tự nhiên không thể đặt ngang hàng với chỗ ở phổ thông ở trong trung tâm đại trận có một tòa nhà lớn cực kỳ thoải mái và cũng là chỗ sống rất hòa hợp lại nói tiếp bảy vị sư huynh của hàn lập ngoại trừ đại sư huynh còn lưu thủ tại lục ba động những người khác đều có nhiệm vụ trên thân, không ở tại chỗ này, chỉ có Hàn Lập cùng tứ sư huynh Tống Mông là ở đây. Ngày đầu tiên khi Hàn Lập đến nơi này, liền đi bái kiến Lý Hóa Nguyên, tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn làm vị sư phụ này kinh hãi lắp bắp, cảm thấy kinh ngạc. Dù sao từ lúc Hàn Lập trúc cơ thành công cũng mới qua mấy năm mà thôi. Mà dưới tình huống bình thường, cho dù tư chất tu sĩ tốt cũng phải tốn thời gian hơn 10 năm mới có thể tiến vào trung kỳ. Hàn Lập như thế nào đột nhiên tăng mạnh như thế, tự nhiên làm Lý Hóa Nguyên trở nên tò mò. Hắn sau khi tra xét thân thể Hàn Lập mà không đạt được gì, liền hỏi nguyên nhân của việc tu vi tăng nhanh. Hàn Lập tự nhiên sẽ không lộ ra sự thật, mà là thể hiện hình dáng hồ đồ chính mình cũng không rõ, làm Lý Hóa Nguyên buồn bực một lúc liền đem việc này cho qua. Trung Quy hiện tại đại địch trước mắt, lão cũng không có tiêu phí tâm tư trong thời gian dài để nghiên cứu việc này. Về sự tình yến ra đầu hàng và đồng nguyên nhi lọt vào trong tay địch nhân, Lý Hóa Nguyên cùng Hồng Phất Sư Bá cũng đã biết, đối với việc này ngoại trừ việc cực kỳ tức giận cũng không có khiển trách Hàn lập quá nhiều dù sao thực lực đối phương rất mạnh mẽ Hàn lập tự mình có khả năng thoát được một cái mạng nhỏ thật sự là không dễ dàng Hàn lập đang nghĩ tới đây người đã đến bên ngoài phòng của Lý Hóa Nguyên làm hắn kinh ngạc chính là tứ sư huynh Tống Mông hai tay ôm vai đang đứng ở ngoài phòng tinh thần phấn chấn dị thường phảng phất giống như là canh gác Tống Mông thấy Hàn lập trên mặt liền mỉm cười trầm giọng nói Hàn sư để cũng lại đây vấn an sư phụ. Hàn Lập cười khẽ vâng dạ, lại nói tiếp, vị tống sư huynh này sau khi Hàn Lập nổi danh, liền bắt ép hắn ở một chỗ không người, tranh đấu, luận bàn một phen, tuy bị Hàn Lập dựa vào sự lợi hại của pháp khí đánh thắng một chiêu, nhưng dần dần lại trở nên hòa hợp với Hàn Lập, giữa sư huynh đệ bắt đầu cười nói vui vẻ. Hàn sư đệ, sư phụ đang cùng vài vị khách nhân thương lượng sự tình, tạm thời chờ ở bên ngoài trong chốc lát đi. Thêm nữa, công pháp ta gần đây có tiến triển, không bằng chúng ta luận bàn một phen tống mông cười giải thích với Hàn Lập, nhưng sau đó lại đề xuất lời mời làm Hàn Lập cảm thấy đau đầu. Lại nói tiếp vị tống sư huynh này từ sau khi thua ở trên tay hắn, cơ hồ mỗi một đoạn thời gian đều yêu cầu hắn luận bàn thêm lần nữa. Nhưng Hàn Lập sao sẵn sàng đem chi tiết của mình tùy ý tiết lộ ra, tự nhiên kiên trì không chịu. Nếu là ở Hoàng Phong Cốc, vị tống sư huynh này tuyệt đối sẽ không tốt như thế. Nhưng cái hay chính là ở chỗ này có rất nhiều tu sĩ lợi hại, đối thủ rất nhiều. Tống Mông thấy dây dưa với hắn vài lần không có kết quả, liền không nhẫn nại được tìm kiếm người khác. Cuối cùng điều này làm Hàn Lập thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vậy hiện tại nghe được câu cuối cùng của đối phương, Hàn Lập cười khổ một chút, nói cái gì hắn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận lời mời. Tuy nhiên trong lòng Hàn Lập đối với khách nhân của Lý Hóa Nguyên cảm thấy có chút hứng thú. Dù sao được Tống Mông dùng câu thương lượng, điều này nói rõ rằng người trong nhà 89 phần cũng là tu sĩ kết đan kỳ. Bởi vậy khi hắn đang muốn từ trong miệng tống mông thám thính một phần thì cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra vài vị tu sĩ nam nữ. Mà vợ chồng Lý Hóa Nguyên theo sát sau chắp tay đưa tiến. Quả nhiên tất cả đều là tu sĩ kết đan kỳ, Hàn Lập đã nhìn rõ, bốn nam ba nữ tu vi sâu không lường được. Hắn cùng Tống Mông không dám cản đường, vội vàng chia ra trái phải, thúc thủ đứng ở hai bên. Lý Hóa Nguyên liếc mắt thấy Hàn Lập, sau khi mỉm cười liền không thèm để ý. Tu sĩ khác tự nhiên cũng thấy Hàn Lập, nhưng phần lớn cũng chỉ đảo qua, dù sao một vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ đối với bọn họ mà nói thật sự không có gì đáng để chú ý. Nhưng có một vị dáng người thon dài, hoàn mỹ, sau khi nữ tu sĩ với khăn che mặt này liếc mắt đảo qua Hàn Lập, thân hình đột nhiên chấn động, ngừng cước bộ, đồng thời đôi mắt như hồ thu sáng người hiện lên vẻ khác thường, khó có thể biện minh. Nam cung tiên tử từng gặp qua liệt đồ sao, tu sĩ khác phát hiện sự khác thường của nàng, không khỏi mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn, Lý Hóa Nguyên cảm thấy nghi ngờ mới mở miệng hỏi. Nam cung tiên tử mấy từ này rơi vào trong hai tai của Hàn Lập làm hắn trong lòng đánh dầm một cái, giống như làm nghiêng ngả ngũ vị, tư vị loại gì cũng có. Hắn tuy miến cưỡng khống chế được sắc mặt không biến, nhưng tịnh không tự kìm hãm được liếc mắt nhìn vị nữ tu sĩ này. mươi 274, Phó ước, không có, chỉ là lệnh đồ rất giống với một người bạn cũ của ta đã lâu rồi không gặp. Dị sắc trong mắt biến mất, khôi phục lại ánh mắt thanh lãnh những lời này làm hàn lập trong lòng chua chát có chút hương vị khổ đau. ô, như vậy thật đúng là xảo hợp lý hóa nguyên cười nói, liếc mắt trở lại dò xét hàn lập, nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như nước, một chút khác thường cũng không lộ ra. mà sau khi các tu sĩ khác nước mắt nhìn nhau, tuy tất cả đều toát ra vẻ mặt như vậy, nhưng thực sự nói rằng bọn họ có vài phần tin tưởng thì chỉ có trời mới biết. vị nam cung tiên tử này cũng biết lời ấy khó có thể làm cho người ta tín nhiệm, nhưng nàng không biện giải gì mà nhẹ nhàng bay đi những người còn lại sau mấy lần nhìn hàn lập với thâm ý sâu sắc mới hướng vợ chồng lý hóa nguyên cáo từ nụ cười trên mặt lý hóa nguyên sau khi tất cả khách nhân đi rồi dần dần biến mất hắn nhíu mày quay mặt qua hàn lập nhàn nhạt, nhạt nói theo ta vào trong phòng ta có điều muốn hỏi ngươi hàn lập thấy vậy trong lòng âm thầm kêu khổ đành phải lên tiếng đáp lời mà vị thiếu phụ sư nương kia ôn nhu an ủi hàn lập vài câu rồi cũng đi vào khi Hàn Lập đi vào phòng khách thì Lý Hóa Nguyên đang ngồi ở trên ghế dựa, bộ dáng có chút đăm chiêu, thiếu phụ thì ngồi sát sao bên cạnh. Người biết vị yểm nguyệt tông tu sĩ Nam Cung Uyển kia. Lý Hóa Nguyên thấy Hàn Lập đi đến trước người, liền đình chỉ trầm tư, không quanh co, trực tiếp hỏi. Hàn Lập nghe xong im lặng trong chốc lát, trong tâm khoảnh khắc cân đo đong đếm vài lần. Biết rằng tình huống bộ dạng khác thường của Nam Cung Uyển tất cả đều rơi vào trong mắt lão, căn bản không thể đại khái cho qua, nên đành phải gật gật đầu, thừa nhận nói. Đệ tử đích xác cùng Nam Cung Sư Thúc từng ngẫu nhiên quen biết. Lý Hóa Nguyên nghe Hàn Lập dễ dàng thừa nhận như thế, cũng có chút ngoài ý muốn, thần sắc trên mặt nhất thời dịu đi. Sự việc như thế nào, có thể nói nghe được không? Thiếu phụ nghe Hàn Lập nói thế, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, không khỏi mở miệng hỏi. Vừa rồi Nam Cung Uyển thẳng thừng phủ nhận việc quen biết với Hàn Lập, nhưng hiện tại vị đồ đệ này nói rằng quen biết, trong này khẳng định có đoạn cố sự. Mà Lý Hóa Nguyên nghe xong lời nói của phu nhân mình, liền gật gật đầu nhìn Hàn Lập, xem ra cũng muốn biết nguyên ủy việc này. Sư phó thứ tội, bởi vì chuyện này đề cập đến một ít việc riêng tư của Nam cung sư thúc, mà đệ tử từng đáp ứng qua, tuyệt đối không đem sự tình tiết lộ ra ngoài, xin sư phó, sư nương lượng thứ Hàn Lập đã sớm chuẩn bị tốt một lý do quang minh chính đại, cực kỳ uyển chuyển cự tuyệt. Nghe xong Hàn Lập nói thế, vợ chồng Lý Hóa Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn nhau, sau khi Lý Hóa Nguyên nghĩ ngợi, tựa hồ châm trước chậm rãi nói một khi đã đáp ứng đối phương vi sư tự nhiên không thể để cho ngươi thất tín tuy nhiên vi sư phải nhắc nhở ngươi một câu vị nam cung tiên tử này ít tiếp xúc thì tốt hơn phải biết rằng nhân mị công của yểm nguyệt tông vi sư sợ ngươi bất trì bất giác nghe lời đối phương còn mờ mịt không biết nhưng hiện tại nhìn người thần trí tỉnh táo lời nói rõ ràng vi sư cũng yên lòng hàn lập nghe vậy trong lòng héo hon nhưng trong miệng vội vàng xưng phải lý hóa nguyên thấy thần sắc hàn lập cung kính bộ dáng tôn sư trọng đạo một tia cuối cùng ở trong lòng nhanh chóng biến mất hòa ái vui vẻ chỉ điểm về vấn đề tu luyện của hàn lập hắn tự nhiên tập trung chú ý nghe không chịu bỏ sót một câu nào của lý hóa nguyên sau nửa ngày lý hóa nguyên thuận miệng hỏi hàn lập vài câu về nhận thức tâm đắc trong tu luyện đối với câu trả lời của hắn rất hài lòng đột nhiên nói ra một câu ngoài dự đoạn của mọi người hàn lập vì sư hiện tại có việc riêng giao ngươi đi làm ngươi có nguyện ý không Việc riêng, Hàn Lập trong lòng ngẩn ra, nhưng lập tức miệng đáp. Sư phó có việc gì cần phân phó, đệ tử sẽ hết sức hoàn thành. Lý Hóa Nguyên rất cao hứng về thái độ không lưỡng lự của Hàn Lập, sau khi lão đứng dậy chậm rãi, vu vơ đi hai bước trong phòng, liền trầm giọng nói với hắn. Kỳ thật cũng không phải là sự tình gì nguy hiểm, chính là kêu người tạm thời làm bảo tiêu một đoạn thời gian, giúp ta bảo hộ người ta an toàn. Bảo tiêu, người bảo vệ, Hàn Lập có điểm ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh nghe lời nói của Lý Hóa Nguyên. Kỳ thật lúc đầu là muốn cho tứ sư huynh ngươi tống mông đi, nhưng là gần đây ta ngẫu nhiên nghe người ta nói về sự tình ngươi giết rất nhiều tu sĩ ma đạo, điều này cũng làm cho ta cùng sư nương ngươi giật mình không nhỏ. Không nghĩ rằng trong môn hạ của Lý Hóa Nguyên còn có thể xuất hiện một người mạnh như vậy, nghe nói ngay cả người của lục phái khác cũng thường xuyên đàm luận việc này. Cứ như vậy, tự nhiên làm cho ta cảm thấy yên tâm Lý Hóa Nguyên cười nói, có thể thấy được tâm tình lão lúc này cực kỳ tốt mà thiếu phụ ở một bên cũng đồng dạng cười dài nói mặt khác tống mông từ nhỏ ở tại lục ba động không có sự lịch lãm trong thế tục khiếm khuyết về nhân tình thế thái rất lớn cho dù từ phương diện này mà nói thì người cần sai ngươi đi bảo vệ cũng là một phàm nhân của thế tục hàn lập nghe xong một phen tán dương ca ngợi của vợ chồng lý hóa nguyên trên mặt cười cười có chút ngượng ngùng bộ dáng xấu hổ tuy nhiên để hắn đi bảo hộ phàm nhân mặc dù thần sắc tuy bình thường nhưng trong lòng có chút buồn bực theo lý thuyết thì một vị phàm nhân có cái gì nguy hiểm đây, vì tiện phái một đệ tử luyện khí kỳ liền đủ để làm bảo tiêu, làm gì một vị đệ tử trúc cơ kỳ như mình phải đi. Có lẽ Lý Hóa Nguyên đoán ra nghi vấn của Hàn Lập nên lão nửa giải thích, nửa tự thuật nói. Người mà ta kêu người bảo hộ là hậu nhân của một vị sư huynh trước kia của ta, hắn đối với ta có đại ân cứu mạng. Nhưng con trai độc nhất của hắn là phàm nhân không có linh căn, không thể tu tiên, chỉ có thể ở tại thế tục, bởi vậy sau khi hắn chết ta từng phát thể qua, chỉ cần ta còn sống một ngày tuyệt đối bảo đảm an toàn và vinh hoa phú quý cho hậu nhân của hắn. Do đó hơn trăm năm qua ta âm thầm trợ giúp cho vài thế hệ đại phú đại quý, có nguy hiểm gì ta cũng sớm giúp bọn họ giải quyết sạch sẽ. Lý Hóa Nguyên nói tới đây liền dừng lại, phảng phất như hồi tưởng về chuyện cũ, nhưng sau đó thu liếm vẻ mặt nói. Nhưng vài ngày trước ta nhận được tin tức, người của ma đạo Lục Tông có thể phái một ít đệ tử cấp thấp trà trộn vào thế tục của nước ta để tiến hành thanh tẩy một số phàm nhân mà thất phái chúng ta trợ giúp, ý đồ tấn công sự cung ứng nguyên liệu bình thường của thế tục đối với thất phái mà bởi vì quan hệ của ta cùng gia đình người này nên cũng sẽ bị người của ma đạo tính trung thành một loại do đó ta cần một người có khả năng ứng phó trường phong ba này bảo hộ bọn họ an toàn đương nhiên nếu là ma đạo không tìm bọn họ phiền toái vậy thì càng tốt hàn lập sau khi nghe xong cung kính gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được tốt lắm ta sẽ viết một phong thư cho gia chủ đương đại của gia đình này nói rõ ràng thân phận cùng tình huống của ngươi hắn cũng là người duy nhất biết được sự tình ta cùng với tổ tiên hắn. Mặt khác ta đã có thông báo qua rằng ngươi trong khoảng thời gian này tính là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên không cần lo lắng sẽ bị xử phạt. Mà trong ngọc giả này có tư liệu về người nhà nọ, hiện tại ngươi cầm lấy nó và đi thu thập hành lý đi, sáng sớm mai xuất phát, đừng chậm chế kẻo sinh biến cuối cùng lý hóa nguyên nghĩ nghĩ, phân phó nói. Tuân mệnh, hàn lập khom người, nhẹ giọng đáp, hắn ngồi ở trên thần phong chu, ở độ cao hơn 10 trượng toàn lực phi hành hiện tại hắn đi không phải là hướng đến kinh thành việt quốc việt đô là chỗ ở của phàm nhân kia mà là bay thẳng theo phương hướng của nguyên vũ quốc hàn lập thừa dịp tự do này muốn trước tiên đi phó ước với tề vân tiêu kia thuận tiện xem xem vị trận pháp sư nọ có thể chữa trị được hay không pháp trận đã tổn hại bị nghi là cổ trận truyền tống kia đây chính là thủ đoạn cuối cùng mà hắn có thể thoát thân phòng khi thất phái đại bại trong cuộc quyết chiến nếu không ma đạo lục tông một khi ra tay hắn chỉ có thể chạy trốn cầu sống trong những ngày còn lại của cuộc đời làm sao còn có thời gian để tu luyện. Hàn Lập tính toán rằng chuyến này sẽ không có gì tổn hại, thời gian hơn 20 ngày ngắn ngủi là đủ, căn bản sẽ không chậm chế nhiệm vụ của Lý Hóa Nguyên, cho nên mới yên tâm đi. Địa phương ước định giữa Tề Vân Tiêu và Hàn Lập là ở trong một quán trà nào đó tại một tòa tiểu thành của Nguyên Vũ Quốc. Theo như hắn nói, quán trà này chính là một vị hạ nhân của hắn mở ra, cho nên Hàn Lập tìm được nơi đó, tự nhiên có thể liên hệ với Tề Vân Tiêu. Tốc độ dọc đường của Hàn Lập nhanh như chớp, cho dù ngẫu nhiên gặp vài tên tu sĩ, cũng không chú ý bỏ qua, không có một tia ý đồ nào muốn dây dưa. Sau 7, 8 ngày đêm không ngừng bay, Hàn Lập rút cuộc đến một tiểu địa phương gọi là Kim Mã Thành. Vì không muốn gây ra náo động nên khi cách tiểu thành một vài dặm, hắn liền thu lại pháp khí, sau đó hạ xuống, chậm rãi ung dung hướng cửa thành đi tới. Kim Mã Thành này tuy không lớn, nhưng ở chỗ cửa thành rất đông, người ra người vào cực nhiều, xem ra khá phồn hoa. Hàn Lập tướng mạo bình thường, áo quần trên thân sớm đã thay đổi một bộ nho bào đã cũ, nhanh như chấp lần vào trong đám đông và theo dòng người tiến vào thành. Quán trà này danh khí không nhỏ, Hàn Lập vì tiện tìm một hài đồng, sau khi nghe chỗ đến là thanh tuyển trà quán liền dễ dàng biết được sự tình, bước đi tới. Đương nhiên khi Hàn Lập đứng ở trước cửa của thanh tuyển trà quán thì cảm thấy rất hứng thú nên dò xét. chương 275, Trà Hương, quán trà không lớn, chỉ là ba gian liền nhau hình thành mà thôi, nhưng nghênh đón là một cỗ trà hương sộc thẳng vào mũi hàn lập hắn có chút kinh ngạc tuy hắn đối với trà đạo không hiểu nhiều lắm nhưng từ trong hương trà này cảm ứng được linh khí nhàn nhạt trong lòng hàn lập rung động liền không hề do dự bước vào trong ba gian phòng bài trí thành một hàng một lớn hay nhỏ lúc này tất cả đều đầy khách uống tụm năm tụm ba thậm chí vì trong quán trà không còn chỗ trống nên có vài người ăn mặc khác nhau đang đứng yên lặng ở một bên chờ đợi cho dù trong quán khách nhân rất nhiều nhưng không có một người nào ồn ào, lớn tiếng. Phần lớn đều khẽ nhắm hai mắt, có tư có vị nhấm nháp tách trà trước mắt, chỉ có một số rất ít người đang nhỏ giọng thì thầm cái gì đó. Mà trên tường của gian lớn ở giữa dán một tờ giấy vàng rất to khoảng hơn một trượng, mặt trên viết mỗi người mỗi ngày chỉ một ấm trà, mấy chữ to như rồng bay phượng múa, cực kỳ bắt mắt. Hàn Lập trông thấy mấy chữ này, trong lòng có chút buồn cười, hắn chính là lần đầu tiên nghe nói sinh ý làm ăn còn có hạn chế số lượng. Chẳng qua, hắn cũng chỉ là cười thôi, vẫn không phí tâm suy nghĩ làm gì. Mà sau khi quét nhanh khắp phòng, lập tức hướng tới một người sáng sủa có bộ dáng trưởng quầy ở trong góc đi qua. Người trưởng quỹ việc vàn của quán trà này tuổi ước chừng hơn 40, có ít dâu mép, bộ dáng cực kỳ tinh minh. Lúc này hắn đang ở phía sau quầy thu tiền, cúi đầu dùng bàn tính, thỉnh thoảng nhìn một quyển sổ sách ở bên người. Hàn lập đi tới vài bước, đứng ở trước quầy thu tiền, sau đó lạnh nhạt không nói điều này làm cho trưởng quầy có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tới sau khi thấy rõ ràng hàn lập sắc mặt hắn lập tức đại biến vội vàng đem bàn tính và sổ sách để sang một bên từ sau quầy đi ra hắn có chút sợ hãi cung kính hỏi vị tiền bối này có chuyện gì muốn vãn bối hỗ trợ sao tại hạ nhất định hết sức trưởng quầy này không ngờ cũng là người tu tiên nhưng tu vi thấp đến mức đáng thương chỉ có bộ giáng luyện khí kỳ tầng thứ tư hôm nay đối mặt với vị tiền bối hàn lập sâu không lường được này tự nhiên trong lòng thấp thỏm bất an. Hàn lập không nói hai lời, từ trong ống tay áo phất nhẹ, một cái ngọc bội trong suốt màu xanh liền xuất hiện trên mặt bàn. Trường quầy vừa thấy ngọc bội này, trước tiên ngẩn ra, nhưng lập tức trên mặt xuất hiện vẻ kinh hỉ nói. Nguyên lai là hàn tiền bối giá lâm, vãn bối đã thất lễ. Tề thiếu gia đã sớm phân phó qua, nói tiền bối sẽ tới trong thời gian gần đây, vãn bối sớm đã chờ đợi rất lâu. Hàn lập nghe xong lời ấy của đối phương, dùng phương pháp đồng dạng thu ngọc bội lại, bình tĩnh nói. Ta hiện tại muốn gặp thiếu gia ngươi, ngươi dẫn đường đi. Tuân mệnh, tiền bối, trưởng quầy tuân theo đáp ứng. Tiếp theo người này gọi một gã phục sức điếm tiểu nhị, sau khi dặn bảo vài câu liền mang theo hàn lập từ cửa sau đi ra ngoài, trực tiếp ra khỏi tiểu thành, theo hướng tây mà đi. Phía tây kim mã thành là một một mảng quần thể đồi núi màu vàng xanh, lớn lớn nhỏ nhỏ không biết nhiều ít bao nhiêu, nhưng trưởng quầy như là ma xó mang theo hàn lập đi trong đống đồi núi sau khi rẽ rẽ quẹo quẹo vài lần liền đi ra một thung lũng bằng phẳng chiếm hơn trăm mẫu. Tại giữa vùng thung lũng này có bảy, tám gian thạch ốc màu trắng, bốn phía đông một chỗ, tây một chỗ có vài loại trúc màu xanh biếc, thừa thừa thất thất nhìn không lọt mắt. Trường quầy mang hàn lập tới phụ cận nơi đây liền khom lưng nói với hắn một câu. Tiền bối, thiếu gia của nhà ta ở trong phòng, tuy ngoài trận bày một chút trận pháp, vốn tại hạ cần phải bẩm cáo thiếu gia một tiếng mới có thể mang ngoại nhân tiến vào, nhưng sự tình của hàn tiền bối thiếu gia đã sớm phân phó qua vì thế tiền bối phải theo sát tại hạ, nếu không đụng chạm cấm chế sẽ rất phiền toái. Hàn lập có chút đăm chiêu nhìn bốn phía thung lũng này, tựa hồ rất thanh tú, không có quy luật gì, liền nói. Được rồi, người cứ đi ở trước là được. Trường quầy nghe vậy, lúc này mới hít một hơi, cẩn thận mang hàn lập hướng phòng ốc đi đến. Lộ tuyến hắn đi cực kỳ kỳ lạ, chốc chốc đi tới ba bước, rồi lại lùi lại hai bước, chốc chốc lại hướng phía đông đi năm bước, nhưng lại quay đầu đi tới sáu bước, toàn bộ hành động vô cùng hỗn độn, tựa hồ không tìm ra quy luật gì. Sau đó hai người hắn chậm rãi tiến sát phòng ốc ở giữa thung lũng. Thiếu gia, hàn tiền bối đã đến, mời người ra gặp mặt. Khi ở khoảng cách hơn 10 trượng, trưởng quầy rút cuộc nhẹ nhõm thở ra một hơi, hướng về gian phòng ở lớn nhất lớn tiếng hô. Hàn tiền bối đến sao? Thật tốt quá, chẳng qua chờ một chút ta lập tức sẽ đi ra ngoài. Từ trong phòng truyền đến thanh âm kinh hỉ của Tề Vân Tiêu, nhưng sau đó lại phanh một tiếng trầm muộn vang lên tiếp theo lại truyền đến lời kêu khổ không ngừng của hắn khục lại thất bại cửa đá mở ra tề vân tiêu với vẻ mặt thất vọng đi ra trên người còn phảng phất một cỗ hơi thở nóng bức tuy nhiên sau khi hắn thấy hàn lập sắc mặt u ám nhất thời sáng sủa thực có chút hưng phấn bước lên phía trước nói đúng là tiền bối việc này thật tốt quá xin mời đến đây để vãn bối làm trọn đạo địa chủ trong này không có gì khác nhưng trà hương thượng hảo thật là có vài chén Tề Vân Tiêu nhiệt tình vạn phần muốn mời Hàn Lập vào trong gian phòng ở một bên, trong lúc này tay chân so với mấy năm trước thành thục lão luyện hơn rất nhiều. Thực đã cực khổ cho đạo hữu rồi, Hàn Lập biết còn phải cầu người ta nên rất khách khí nói. Tiếp theo liền tiến vào trong phòng, lần lượt ngồi vào cái bàn hình chữ nhật. "Tiền bối, cái kia." Tề Vân Tiêu sau khi phân phó trưởng quầy đi pha trà, liền quay đầu lại, bộ dáng có chút do dự muốn nói cái gì đó. Hàn Lập mỉm cười không nói lật tay quyển vân tiêu tâm đắc liền xuất hiện trên bàn quyển sách vẫn như trước ngân quang lấp lánh điều này nói rõ rằng nó vẫn bị cấm chế tề vân tiêu thấy quyển sách này tinh thần liền rung lên vừa định đem tay cầm lấy nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó vội vàng nói một câu tiền bối chờ một lát hàn lập cười khẽ một tiếng tựa hồ đoán được dụng ý của đối phương không bao lâu sau tề vân tiêu hưng phấn trở lại phòng trong tay xuất ra một cái hộp gỗ dài hơn một xích tiền bối trong này là một bộ pháp khí bố trận điên đảo ngũ hành trận cải tiến, uy lực tuy không có lớn như dự tính ban đầu là có khả năng đạt đến một nửa của trận pháp nguyên bản, nhưng cũng tăng tới một phần ba, so với trận pháp trước kia mạnh hơn nhiều tề vân tiêu có chút xin lỗi nói, hiển nhiên trước tiên nói về uy lực của bộ pháp khí bố trận mà hắn có thể gia tăng, làm lòng hắn có chút bất an. Một phần ba, hàn lập thần sắc rung động, trong lòng cực kỳ kinh ngạc phải biết rằng hắn vốn không trông cậy vào khả năng cải tiến bộ trận kỳ kia, điên đảo ngũ hành trận có thể phát huy một phần người uy lực đã làm cho Hàn Lập cực kỳ hài lòng rồi. Cần biết rằng tu sĩ kết đan kỳ như lôi vạn hạc gặp trận này cũng cảm thấy đau đầu. Nếu là thực sự có thể tăng thêm hai, ba lần uy lực không phải là có thể ngăn cản tu sĩ kết đan kỳ ở ngoài sao. Nghĩ đến đây Hàn Lập không thể kiềm chế, tiếp nhận lấy hộp gỗ, chuẩn bị nhìn kỹ một chút, mà Tề Vân Tiêu cũng cầm lấy quyển sách màu bạc nhìn ngắm cẩn thận. Mở nắp hộp, một bộ trận kỳ cùng trận bàn linh khí bước người liền xuất hiện. Hàn Lập lấy ra từng món đồ nhìn kỹ một phen, số lượng trận kỳ và trận bàn của bộ pháp khí này so với cái trước nhiều hơn nhiều. Hơn nữa hoa văn của chúng rõ ràng là phức tạp hơn. Xem ra lời đối phương là thật, uy lực đích xác so với bộ trước kia lớn hơn. Hàn Lập vui mừng thu hồi bộ trận kỳ, sau đó liếc mắt nhìn đối phương. Lúc này Tề Vân tiêu sắc mặt tràn đầy vui mừng, lấy tay nhẹ vỗ về Vân Tiêu tâm đắc, xem ra cũng đồng dạng nghiệm chứng qua phong ấn bộ pháp khí bố trận cải tiến này của ngươi ta rất vừa lòng thật sự đã làm phiền đạo hữu mặt hàn lập mang nụ cười nói tiền bối nói lời đâu đâu rồi tại hạ còn muốn cảm kích vạn phần tiền bối đem quyển sách này hoàn hảo trả lại mà mảy may không chút tổn hao nào vãn bối phải đa tạ mới đúng tề vân tiêu nghe hàn lập nói như thế đem đầu lắc lắc như đánh trống thành khẩn nói hàn lập cười cười khiêm tốn nói vài câu sau đó liền tán gẫu với tề vân tiêu mà vị trưởng quầy sau khi đi xuống chốc lát liền mang lên hai chén trà thơm ngon màu xanh biếc hương vị của trà này rõ ràng thơm ngát hơn so với trà bên thanh tuyền trà xá kia hiển nhiên lá trà phải thượng đẳng hơn linh khí tỏa ra cũng đậm hơn một chút hàn lập và tề vân tiêu ân cần thân thiết mời nhau cả hai cùng uống nhất thời cảm thấy trong miệng tràn đầy sảng khoái nhẹ nhàng thần trí thanh minh không kìm hãm được tán dương trà ngon không nghĩ tới có thể đem lá trà chế biến tỏa ra linh khí thật sự là kỳ diệu hết chỗ nói đây là do bàn tay của đạo hữu làm sao, Hàn Lập cực kỳ khâm phục Hàn Lập nói thật tâm thật ý, có khả năng đem lá trà ẩn chứa linh khí đây là sự tình chưa bao giờ nghe nói qua, huống chi nước trà đích sắc mùi hương thơm ngát vô cùng, tuyệt không thể kém so với loại trà tuyệt đỉnh của thế gian. Tề Vân Tiêu nghe xong lời nói của Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng giải thích. Tiền bối đã hiểu lầm, trà này không phải do vãn bối điều chế ra, mà là được bạn tốt tặng làm quà, Lá trà này là do người bạn đó tiêu tốn mất 10 năm ở thế gian mới có thể nghiên cứu ra. Chương 276, xuất thủ. Bạn tốt, có phải là người mà đạo hữu muốn tìm linh dược để cứu mạng? Hàn Lập hỏi nhưng trong lòng lại âm thầm cao hứng, hắn chính là đang sầu khổ vì không có đề tài để nói về vị trận pháp sư kia, gặp được cơ hội này tự nhiên không chịu bỏ qua. Tề Vân Tiêu thấy Hàn Lập hỏi như thế, run run, có chút trở nên chần chừ. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, hạ quyết tâm gật gật đầu nói. Tiền bối nói đúng, linh trà này đích thật là vị trí hữu kia của tại hạ chế biến. Thêm nữa, may nhờ gốc linh thảo ngàn năm kia của tiền bối làm thuốc dẫn mới có thể bảo vệ tính mạng. Tuy hôm nay không lo tính mạng nhưng thương thế chậm chạp không thể khỏi hẳn. Cho nên, cho nên vãn bối đang muốn hỏi tiền bối còn có linh thảo lâu năm nữa hay không? Cho dù không có linh thảo ngàn năm thì bảy, tám trăm năm cũng có thể làm cho hảo hữu của vãn bối có nhiều hy vọng khỏi hẳn. Tại hạ nguyện ý dùng các loại trận kỳ để trao đổi linh thảo. Nói xong những từ này, Tề Vân Tiêu tràn đầy vẻ chờ đợi, đem toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú Hàn Lập. Hắn nghe Tề Vân Tiêu nói vậy, có chút ngoài ý muốn, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối phương một khi đã cần sự giúp đỡ của mình, việc thỉnh đối phương chữa trị truyền tống trận kia xem như có khả năng thành công. Nhưng là trên mặt tự nhiên vẫn làm ra chút biểu tình khó xử, để đối phương nhận lấy nhân tình của mình. Nghĩ đến đây hắn làm ra vẻ trầm ngâm, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói. Linh Thảo, trong tay tại hạ đích xác còn có một ít. Nhưng mấy cái này tại hạ định luyện chế một số đan dược để dùng, thật sự là. Những lời còn lại Hàn Lập chưa nói hết nhưng thần tình chủ trừ sớm đã cho Tề Vân Tiêu biết rằng việc này rất khó xử. Dù sao một lô đan dược hảo hạng ý nghĩa như thế nào đối với một vị tu sĩ, đối phương phải rất minh bạch mới đúng. Mà Tề Vân Tiêu vừa nghe đến việc trên người Hàn Lập quả thực còn có linh thảo, nhất thời lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Nhưng sau khi những lời tiếp theo, liền trở nên lo âu cực độ, thậm chí không đợi Hàn Lập nói xong, lập tức dùng ngữ khí có nửa khẩn cầu nói. Vãn bối biết rằng để cho Hàn tiền bối đem linh thảo xuất ra thực có điểm ép buộc người làm điều trái ý, nhưng tại hạ mắt thấy trí hữu cả ngày bộ dáng thống khổ. Thật sự là đau đớn, chua sót, chỉ cần tiền bối vui lòng đem linh thảo nhượng lại, tại hạ nguyện đem tất cả pháp khí bố trận mặc cho tiền bối tùy ý chọn lựa, cho dù lấy toàn bộ, vãn bối cũng không có một câu oán hận. Hàn lập nghe đối phương nói ra lời này, trong lòng rất là rúng động. Pháp khí bố trận khác của Tề Vân Tiêu cho dù không bằng loại biến thái như điên đảo ngũ hành trận, nhưng cũng là tinh phẩm khó gặp. Nếu là lấy tới tay được mấy bộ, khẳng định sẽ làm cho phòng hộ tự thân gia tăng không ít. Huống chi có một ít trận pháp tính công kích cũng cực kỳ cường đại, nếu có khả năng đem cường địch vây khốn trong đó, cũng là một loại thủ pháp lợi hại để giết địch. Tuy nhiên mục tiêu chủ yếu của Hàn Lập lần này là muốn đối phương chữa trị truyền tống trận tổn hại kia, nếu là lấy pháp khí bố trận chỉ sợ sẽ không nhắc lại được việc này nữa nếu không sẽ lưu lại cho đối phương ấn tượng tham lam vô độ hàn lập hiện tại không muốn hai người này căm ghét hắn sau khi nghĩ ngợi một chút liền định cự tuyệt loại trao đổi này của đối phương định chuyển đề tài qua việc truyền tống trận nhưng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh la hét hổn hển của một nữ tử trẻ tuổi tề thiếu gia không tốt rồi tiểu thư nhà ta đã xảy ra chuyện nhanh đi giải cứu nàng đi thanh âm nữ tử này truyền vào trong phòng sắc mặt tề vân tiêu lập tức đại biến hắn vội vàng đứng dậy bước ra ngoài, thậm chí ngay cả chào vị khách nhân là Hàn Lập đây cũng không để ý. Mà trưởng quầy đang đứng ở bên cũng đồng dạng kinh hoàng thất sắc chạy ra ngoài. Hai hàng lông mày của Hàn Lập rung động một chút, trên mặt thần sắc không đổi, nhưng trong lòng đã có chút nghi hoặc, hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi ra ngoài. Trên bãi đất trống ngoài phòng, Tề Vân Tiêu cùng trưởng quầy vẻ mặt đang khẩn trương nghe một nữ tử khoảng 18, 19 tuổi nói cái gì đó. Nữ tử này làn da trắng nón, tướng mạo xinh đẹp, một mặt đang kể chuyện, một mặt thần tình lo lắng. Nhưng khi thấy một người lạ lẫm từ trong phòng đi tới, lập tức giật mình, ngậm miệng lại, trong mắt hiện lên thần sắc kinh hãi. Hàn lập thấy vậy cười vô tình, đứng lại tại chỗ, không có đi qua. Nhưng Tề Vân Tiêu vừa quay mặt trông thấy hắn liền giống như là vớ được cây cọc cứu mạng, phi tới trước mặt Hàn Lập, hơn nữa vẻ mặt kích động cầu khẩn. Tiền bối, hảo hữu của tại hạ bị một nhóm tu sĩ tâm địa hung ác vây khốn ở một nơi nào đó, hiện tại chỉ có tiền bối mới có thể cứu giúp chỉ cần tiền bối nguyện ý ra tay, vãn bối nhất định lễ trọng cảm tạ. Tề đạo hữu nói rõ một chút, có phải vị tiểu thư trong miệng cô nương này chính là vị trí hữu tinh thông trận pháp kia? Hàn lập nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, chậm rãi hỏi. Đúng vậy, bộ pháp khí bố trận điên đảo ngũ hành kia chính là tại hạ cùng với cô nương kia đồng loạt hợp lực chế ra tề vân tiêu ánh mắt thiết thai nhìn hàn lập cuống quyết nói. Mà vị nữ tử xinh đẹp kia dựa vào tầng năm luyện khí kỳ của nàng nhìn không ra tu vi nông sâu của Hàn Lập, làm cho nàng kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn há hốc ra, có chút sợ hãi nhìn Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập lại chuyển hướng đến nàng trầm giọng nói, vị cô nương này có thể đem chuyện trải qua kể thêm lần nữa, để biết nguyên ủy của việc này. Hàn Lập tuy biết hiện tại là thời cơ thi ân tốt nhất nhưng cũng muốn hiểu rõ thực lực cùng số lượng địch nhân, có khi người không cứu ra được mà ngược lại còn đem chính hắn hãm nhập vào trong. Ồ, oh, sự tình là như thế này, hôm nay ta cùng tiểu thư đến phụ cận. Nữ tử xinh đẹp thấy Hàn Lập mở miệng hỏi, không khỏi có chút hoảng hốt, đem sự tình trải qua thuật lại. Nguyên Lai like tiểu thư trong miệng cô nương này, hai ngày trước do lá trà thượng hạng dùng để điều chế linh trà đã không còn. Cứ theo như thói quen lúc trước, đến Bích Vân Sơn cách nơi này không xa để thu thập một ít. Nhưng ở trên núi kia gặp một đám nam tu sĩ luyện khí kỳ, chủ phó hai người thấy nhiều người tu tiên xuất hiện như vậy, đã nghĩ có chút không ổn, liền định lập tức hạ sơn trở về. Ai mà biết rằng trong đám tu sĩ có một người từng thấy nữ tử này bố trí trận pháp cho một vài tiểu gia tộc nhận ra thân phận trận pháp sư của nàng nhất thời hắn liền đem việc này nói cho đồng bọn kết quả là bọn chúng lập tức sinh ra ý nghĩ xấu xa chuẩn bị đem nữ tử này bắt sống sau đó ép buộc truyền thụ những điều tâm đắc về trận pháp cho bọn chúng nhưng vị tiểu thư này cũng thông minh dị thường không đợi đối phương động thủ liền mang nha hoàn bên cạnh thoát đi trước một bước để ra khỏi núi này theo đường cũ trở về nhưng khi trốn được nửa đường nàng liền phát hiện những người này vẫn còn truy đuổi không tha có xu thế càng ngày càng gần nếu như thế nhất định sẽ bị bọn họ bắt sống. Bởi vì bất đắc dĩ nên nàng đành phải dùng một bộ trận kỳ mang theo tùy thân, vội vàng bố trí một trận pháp đơn giản trong rừng cây, trước tiên bảo vệ chính mình, sau đó để cho nha hoàn rời khỏi nơi này trước khi địch nhân đến, hướng tể vân tiêu cầu cứu. Hàn lập một bên nghe đối phương giảng thuật, một bên trầm ngâm không nói. Nghe nữ tử này nói địch nhân chỉ là bảy, tám tu tiên giả luyện khí kỳ mà thôi, xem ra không cần phải lo lắng, việc này chính mình nhất định phải giúp nghĩ đến đây hàn lập liền gật đầu nói cô nương chỉ đường đi chúng ta đi ngay nói xong hàn lập trong ánh mắt cảm kích của tề vân tiêu vung ống tay áo một cái tiểu chu màu trắng từ nhỏ biến lớn xuất hiện trước mắt tất cả đều lên đi cứu người như cứu hỏa pháp khí này tuy nhỏ một chút nhưng phi hành cực nhanh mang bốn năm người không có vấn đề gì thân hình hàn lập nhoáng lên đứng ở trên thuyền quay đầu lại nói với những người khác tề vân tiêu cùng nữ tử trẻ tuổi lúc này mới giật mình hiểu ra đồng loạt nhảy lên tiểu chu khi trưởng quầy cũng định đi lên thì tề vân tiêu lại ngăn cản hắn và nói lâm thúc tu vi của ngươi rất thấp nói không chừng chỉ sợ có cái gì nguy hiểm hay là lưu lại ở đây đi chúng ta cứu người xong sẽ lập tức trở về trưởng quầy nghe vậy vẻ mặt do dự nhưng biết tề vân tiêu đích thật là vì muốn hắn tốt đành phải có chút không tình nguyện ở lại vì thế bọn người hàn lập điều khiển tiểu chu biến thành một đạo bạch quang biến mất ở cuối chân trời. Thần Phong chua một đường hướng phía nam khẩn trương bay đi, dưới sự điều khiển toàn lực của Hàn Lập, tốc độ cực nhanh làm hai người kia có chút chết lặng, sau một lát thời gian liền bay đến bầu trời của rừng cây đã bảy trận để vây khốn đối thủ. Lúc này cây cối ngoài rừng hơi nghiêng ngả, bảy, tám tên kia vẫn chưa rời đi, đang chỉ huy các loại pháp khí mãnh liệt công kích không ngừng, mắt thấy đã đem một tầng thanh quang bạc bạc che chắn rừng cây làm suy yếu, nguy hiểm đã cận kề. Tề Vân Tiêu thấy vậy, hai mắt đỏ lên muốn lập tức nhảy xuống nhưng bị hàn lập kéo lại nhàn nhạt nói không cần gấp xem pháp khí mấy người này sử dụng thực cũng được xem hình dáng cũng là người của tu tiên gia tộc nào đó bọn họ một khi đã biết vị cô nương này là trận pháp sư chỉ sợ cho dù đánh lui bọn họ về sau có thể sẽ còn dây dưa không bằng ta giúp các ngươi thanh trừ sạch sẽ tề vân tiêu vừa nghe những người này về sau còn có thể dây dưa trong lòng tức giận không tự chủ được gật gật đầu hàn lập thấy vậy tự nhiên cười sau đó nhìn mấy tên tu sĩ ở bên dưới vẫn đang còn mờ mịt không biết trong mắt hàn quang chợt lóe hai tay hắn đột nhiên đồng thời dương lên nhất thời hai đạo hắc quang cùng sáu đạo kim quang rời tay bay ra trong nháy mắt đi đến trước mấy người này sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của bọn chúng nhẹ nhàng vây quanh ngay cả hộ thuẫn cũng chưa kịp mở ra liền ngã xuống đất đột nhiên bị hàn lập trong khoảnh khắc đồng thời đánh chết tề vân tiêu cùng nha hoàn kia hoảng sợ nhìn một màn này Bọn hắn tuy biết tu tiên giả luyện khí kỳ khẳng định còn lâu mới là đối thủ của tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng vạn vạn lần không nghĩ tới rằng Hàn Lập thoải mái, nhẹ nhàng giết mấy người kia như vậy. Phải biết rằng trong những người này tu vi cao nhất bộ dáng đã đạt được công pháp tầng thứ 11, mà chính Tề Vân Tiêu chỉ có tầng 9 mà thôi. Hàn Lập không để ý đến thần sắc kính sợ của hai người này, ngự khí bay xuống. Thần Phong Chu vẫn còn chưa hoàn toàn chạm đất, Tề Vân Tiêu đã không dằn nổi nhảy ra trước tiên, hoảng hốt hướng rừng cây phóng đi, trong miệng còn cực kỳ khẩn trương, không ngừng hô. Âm nhi, chương 277, tân như âm, Hàn Lập nhìn thân ảnh Tề Vân Tiêu đầu nhập vào trong rừng, cười sửng sốt. Xem bộ dáng hắn thất thố như thế, Hàn Lập tuy đối với chuyện tình nam nữ tiếp xúc không nhiều nhưng liếc mắt cũng nhìn ra được Tề Vân Tiêu đối với nữ tử tinh thông trận pháp này tuyệt đối không phải là bạn tốt như bình thường. Hơn phân nửa là quan hệ nam nữ luyến ái khổ đau, nếu không cũng sẽ không khẩn trương thành ra bộ dáng như thế này. Mà Nha Hoàn kia cũng đồng dạng lòng như lửa đốt vội vàng đi qua. Hàn Lập ở ngoài rừng thản nhiên đợi trong chốc lát, sau đó Tề Vân Tiêu cùng Nha Hoàn xinh đẹp kia và một nữ tử áo lam cao hứng phấn chấn đi ra khỏi rừng cây, hướng Hàn Lập bước tới. Hàn Lập không khách khí đối mặt nhìn kỹ nữ tử áo lam này. Dáng người trung bình, cái mũi khéo léo, một đôi mắt sáng trong suốt như nước, sau khi liếc mắt nhìn Hàn Lập, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Xem ra Tề Vân Tiêu kia đã đem thân phận của hắn nói cho cô gái này. Nói thật, ngũ quan dung mạo của nữ tử áo lam thực không xuất sắc, thậm chí so với nha hoàn xinh đẹp kia còn không bằng. Nhưng vẻ mặt nàng ung dung, tao nhã, dáng dấp sơ tay nhấc chân tùy mị, duyên dáng, kết hợp với đôi mắt đen phảng phất như biết nói chuyện, cái này đủ để bù lại sự thiếu khuyết của dung mạo. Cho dù ai vừa thấy cô gái này, chẳng những không nghĩ rằng tư sắc bình thường, ngược lại còn sinh ra cảm giác kinh diễm, tuyệt sẽ không nói chuyện lộn xộn với nha hoàn bên cạnh. Nhưng sau khi Hàn Lập thấy phong tư tuyệt thế của nữ tử áo lam, lại cảm thấy đau đầu. Hắn không cần đoán cũng biết vị này tuyệt đối là một loại người thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ viễn siêu so với thường nhân. Cùng nàng nói năng chỉ sợ phải cố gắng vô cùng, tuyệt đối sẽ không giao thiệp thoải mái như với tể vân tiêu, tựa hồ chính mình đều đem hết thảy nắm trong tay. Đa tạ tiền bối đến cứu giúp, tiểu nữ tử tân như âm cảm kích vô cùng, nữ tử áo lam ung dung đi đến trước hàn lập, nhẹ nhàng thước tha thi lễ, thanh âm thanh thúy cực kỳ dễ nghe tân cô nương không cần đa lễ tại hạ chỉ ra chút sức mọn tuy nhiên nên nhanh chóng trở về những người này chỉ sợ có chút lai lịch vạn nhất trưởng bối của bọn họ cũng ở gần đây vậy thật phiền toái hàn lập vẫy vẫy tay khách khí nói uể oải thúc giục mấy người chạy nhanh tề vân tiêu ở một bên nghe thấy hàn lập nói như thế có chút lo lắng không ngừng gật đầu đồng ý phải đó âm nhi chúng ta cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây đi nơi này đích xác là rất nguy hiểm từ khi tề vân tiêu nhìn thấy tân như âm hai mắt liền thủy chung không rời xa dung mạo kiểu diễm trắng trong như ngọc, hiện tại lại nói năng thân mật vô cùng, làm hàn lập nghe xong cũng thấy có chút dùng mình. Trên khuôn mặt tân như âm khẽ đỏ lên, xuất hiện nét ửng hồng. Nàng có chút xấu hổ về tề vân tiêu với đầu óc đơn giản ở bên cạnh, sau khi do dự một chút, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch lên đáp ứng. Được rồi, chúng ta hiện tại đi đi, chính là mấy cái thi thể này. Tân như âm liếc mắt nhìn mấy cổ tử thi, còn muốn nói thêm cái gì đó, cái này dễ giải quyết thôi, thiêu cháy là được. Hàn Lập không thèm để ý nói, sau đó năm ngón tay phải hé ra, bảy, tám hỏa cầu to bằng miệng bát bắn tới, nhất thời đem mấy thi thể kia biến thành cho bụi, chỉ để lại từng cái, từng cái túi chữ vật lưu trên mặt đất. Thủ đoạn hủy thi thành thuộc của hắn làm cho nữ tử áo lam hơi đổi sắc, trong lòng có chút phát lạnh. Nhưng nàng không phải là kẻ nhu nhược, sau đó lại lộ ra bộ dáng như không có chuyện gì là lạ, cùng tề vân tiêu tán gẫu vài câu. Đồ vật trong mấy túi chữ vật này đối với ta không có tác dụng gì, vị cô nương nếu không chê thì thu thập đi, đỡ phải lưu lại rồi lộ ra dấu vết. Lúc này Hàn Lập quay mặt, đối với nha hoàn xinh đẹp ở bên tân như âm ôn hòa nói. Tiền bối, thực sự là cho ta sao? nha hoàn này vừa nghe xong lời của Hàn Lập, trên mặt kinh hỉ vạn phần, khó có thể tin hỏi lại một câu. Nàng thấy Hàn Lập cười khẽ một chút, gật gật đầu, liền lập tức nói lời đa tạ, sau đó cao hứng chạy qua, đem túi chữ vật nhất nhất nhặt lấy. Đối với nàng mà nói, cái này tuyệt đối là vận may từ trên trời rơi xuống, trong túi này có thể có những thứ tốt ha. Tân như âm thấy màn này thì có điểm dùng mình, nhưng sau đó thần sắc như thường, sau khi cùng hàn lập khách khí nói một câu, liền cùng kề vân tiêu lên tiểu chu đang lơ lửng giữa không chung. Sau khi nha hoàn xinh đẹp trong tay cầm một đống túi chữ vật cũng ở trên pháp khí thì thân hình hàn lập nhoáng lên tiểu chu, lập tức linh lực từ dưới chân rót ra, ngự khí bay lên trời. Trên nửa đường trở về, Nữ tử áo làm đề xuất mời Hàn Lập cùng Tề Vân Tiêu đến chỗ nàng, để cho nàng chính thức đáp tạ ơn cứu mạng. Tề Vân Tiêu có cơ hội thân cận với người yêu dấu, sao có thể nói ra dù chỉ là nửa chữ không, lập tức gấp không kịp đợi đáp ứng liền, mà Hàn Lập đồng dạng nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt để hướng tới đối phương đề xuất việc chữa trị truyền tống trận, nên cũng trầm ngâm một chút, không có phản đối. Vì thế tiểu chu dưới sự điều khiển của Hàn Lập nhẹ nhàng quay đầu, đổi hướng tây bắc bay đi. Sau mấy canh giờ, dưới sự chỉ điểm của Tân Như Âm, Tiểu Chu hạ xuống một chỗ tầm thường. Nơi này ngoại trừ bốn phía tràn ngập xương mù nhàn nhạt, nhạt, còn lại thì Hàn Lập không nhìn ra được chỗ dị thường. Tựa như rất giống với nhiều ngọn núi nhỏ vô danh của thế gian, cực kỳ bình thường. Nhưng Hàn Lập rất rõ ràng là chỗ ở của một vị trận pháp sư, ở phụ cận khẳng định sẽ có biện pháp phòng bị, tám chín phần còn là trận pháp không phải là nhỏ. Chính là do mình đối với trận pháp biết không nhiều lắm, bởi vậy mới nhìn không ra ảo diệu tại phụ cận, trong lòng hắn không dám có chút ý tứ khinh thường dưới sự dẫn dắt của nữ tử áo lam một hàng người hàn lập dừng lại trước một mảng nhà trúc ở giữa sườn núi đây chính là chỗ ở của tân như âm nàng đưa hàn lập cùng tề vân tiêu hai người tiến vào trong một gian trúc phòng to lớn để nghỉ tạm mà nàng cũng nha hoàn đi qua một phòng khác để trải tóc thay quần áo dù sao trải qua một phen bị truy đuổi trên quần áo của hai vị nữ tử này có bám ít cho bụi đối với con gái trời sinh yêu thích sạch sẽ mà nói thì việc này thật sự khó có thể chịu được hàn lập ngồi trên một cái ghế trúc rất hứng thú nhìn bộ dáng không yên của Tề Vân Tiêu, đối phương thỉnh thoảng đi đến trước cửa phòng, hướng ra ngoài nhìn nhìn vài lần, phảng phất chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà khiến cho hắn khó nhịn như là cách ba thu, bộ dáng hoàn toàn si tình. Hàn Lập nhìn xem thật sự thú vị, khóe miệng liền không khỏi khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ mặt cười mà không cười, vừa lúc bị Tề Vân Tiêu trong lúc vô ý xoay người nhìn thấy. Thần tình của hắn nhất thời đỏ bừng, hàm hồ biện giải vài câu, sau đó ngượng ngùng ngồi trở lại nguyên vị. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây chính là sự tình quang minh chính đại. Tề đạo hữu để ý gì chứ? Hàn Lập nhấc một ngụm linh trà thượng đẳng trên bàn, sau khi cười lạnh nhạt, nói với thần sắc tự nhiên. Tiền bối, không phải ta không có. Tề Vân Tiêu càng lộ ra tay chân luống cuống. Vào lúc này nha hoàn xinh đẹp kia tiến đến, cuối cùng giải vây cho Tề Vân Tiêu. Không bao lâu sau tân như âm cũng thay đổi một bộ áo màu trắng, phong tư có khác một chút đi đến, liền giống như một đóa hoa sen trắng muốt nở rộ làm cho người ta thấy cực kỳ đẹp mắt. Lần này đội ơn hàn tiền bối và tề huynh tiến đến giải cứu, như âm ghi nhớ trong lòng. Xin cho tiểu nữ tử lấy trà thay rượu, kính nhị vị một ly, thể hiện một chút lòng thành. Tân như âm sau khi tiến vào phòng liền từ trên tay nha hoàn xinh đẹp bên cạnh, phân biệt tiếp lấy từng chén trà, sau đó dịu dàng động lòng người hướng hai người hàn lập kính một ly. Hàn lập sau khi tiếp nhận chén trà này, trong lòng cười khổ một chút, âm thầm thở dài. Nữ tử này thật đúng là đặc biệt lời nói thật thâm sâu mặc dù không hứa hẹn điều gì nhưng làm cho người ta không thể bắt bẻ được mà tề vân tiêu thấy người trong lòng kính trà mình sớm đã cao hứng ngất ngây quay cuồng uống xong ly trà tư vị gì cũng không có thể hiện chỉ có cười ngây ngô không thôi tân như âm thấy vẻ mặt tề vân tiêu như thế cảm thấy đau đầu đành phải quay mặt qua tán gẫu với hàn lập muốn biết một chút thân phận bí ẩn của hắn xem có phải là tu sĩ của một môn phái hay là một đại gia tộc hay không dù sao một tu tiên giả trúc cơ kỳ khẳng định phải có lai lịch nhất định hàn lập đương nhiên sẽ không ngây thơ dễ dàng lộ ra chi tiết của mình cố ý trông trái ngóng phải nói với tân như âm sau khi nói hết lời mà cô gái này vẫn không tìm được một chút tin tức hữu dụng làm cho tân như âm sau khi dò xét một hồi liền trở nên rất buồn bực nhưng trong tâm càng trở nên sợ hãi đối với hàn lập đối với tân như âm mà nói cho dù hàn lập trợ giúp một việc lớn như thế nhưng cũng không nhất định rằng hàn lập sẽ không có chủ ý giống như mấy tên kia vì đề phòng vạn nhất, nàng tự nhiên cố gắng đem 12 phần tinh thần để cẩn thận hơn. Hàn Tiền Bối, tại hạ đã đáp ứng qua người, chỉ cần có thể cứu Như Âm, trận kỳ cùng trận bàn ta luyện chế lúc trước, người có thể tự do chọn lựa. Lúc này trên người Tại Hạ có đem theo mấy bộ, không bằng Tiền Bối trước tiên nhìn xem có vừa lòng hay không. Câu nói này làm Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, đồng thời vui mừng, cuối cùng có thể dẫn dắt đến vấn đề quan trọng nhất của mình rồi. Mà Tân Như Âm nghe câu này, trước tiên cả kinh, nhưng lập tức rất cảm kích, mỉm cười với Tề Vân Tiêu, làm hắn sau khi thấy vậy, chỉ có thể hạnh phúc cười ngây ngô vài tiếng. Sự việc trận kỳ cùng trận bàn, trước tiên không vội. Tại Hạ Kỳ thật có một việc khác muốn tìm Tân Đạo Hữu hỗ trợ. Chỉ cần có thể giúp Tại Hạ giải quyết, liền không cần nói cái gì thù lao. Ngược lại Tại Hạ có thể đem một gốc linh thảo 800 năm dùng để luyện đan đưa cho Tân Đạo Hữu chữa bệnh. Hàn Lập đột nhiên nói ra lời này làm hai người vạn phần kinh ngạc. Tiền bối nguyện ý nhượng lại linh thảo, Tề Vân Tiêu nghe lời ấy, không tự kìm hãm được, kinh hỉ hỏi. Hiển nhiên hắn lúc này hoàn toàn hãm nhập vào việc có linh thảo chữa bệnh cho người yêu dấu, kích động khi có nhiều hy vọng chữa khỏi hẳn. chương 278, Bán Niên Trị Ước, cả đường sự tân như âm ngay từ đầu cũng đồng dạng kích động. Dù sao điều này có quan hệ với chứng bệnh lâu năm không dứt của nàng, nhưng sau khi thần sắc trên mặt thay đổi vài lần, nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng trần chờ nói. Tiền bối rút cuộc là có chuyện gì cần vãn bối hỗ trợ thẳng thắn nói là được. Chỉ cần không làm trái đạo nghĩa cùng lương tâm, tiểu nữ tử nhất định sẽ đáp ứng. Khi tân như âm nói điều này, đôi mắt sáng trong suốt nhìn thẳng Hàn Lập, sợ hắn đề xuất một yêu cầu căn bản không thể đáp ứng được. Hàn Lập thấy bộ dáng cẩn thận của cô gái này, không khỏi hiểu được, cười cười. Điều này làm cho hắn nhớ tới tình hình khi mình mới bước vào con đường tu hành, đồng dạng cũng thật cẩn thận, sợ bước đi nhầm mà vứt bỏ cái mạng nhỏ. Tân đạo hữu không cần khẩn trương như thế, Ta chỉ muốn đạo hữu giúp ta chữa trị một món đồ có liên quan đến trận pháp, chỉ cần có thể phục hồi, ta sẽ đem linh thảo hai tay dâng lên." Hàn Lập Thần sắc bình tĩnh nói, không tránh ánh mắt nhìn thẳng của đối phương, bộ dáng với lòng dạ thản nhiên. Tân Như Âm sau khi nghe xong, có chút bán tín bán nghi, nhưng nàng cũng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm, đồng thời dung mạo kiều diễm tỏa sáng nói: "Nếu thật sự chỉ là thứ cần chữa trị, điều này đương nhiên không có vấn đề gì." Như Âm nhất định đem hết tài năng sở học phục hồi, xin tiền bối yên tâm. Thần sắc nữ tử này nguyên bổn là không nóng không lạnh, nay bỗng nhiên cười tươi, phong tư diễm lệ, làm hàn lập cũng không khỏi ngẩn ngơ, thoáng thất thần. Càng không cần nói vị tề vân tiêu đã yêu nàng lâu năm, lúc này sớm đã bị nụ cười mà trở nên si ngốc, không thể thu lại. Tân như âm nhìn ra dị sắc trong mắt hàn lập, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên nét đỏ ửng càng làm tăng thêm vài phần phong tình kiều mị. Hàn lập lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố, liền vội vàng thu liếm tâm thần, tiếp tục nói. Nói thật, tại hạ tuy biết tân đạo hiếu khẳng định đối với trận pháp có nghiên cứu thâm hậu, nhưng có chữa trị được thứ này hay không, hàn mỗ trong lòng thật sự cũng không trách. Mà vật kia nguyên không thể di động đi xa, cho nên tại hạ đem nó phục chế thành bản vẽ. Hy vọng đạo hiếu có thể dựa theo bản vẽ nhìn ra một chút đạo lý để chữa trị vật ấy. Hàn lập nói xong, liền lấy ngọc giản từ trong túi chữ vật ra, giao cho đối phương. Tân như âm tiếp nhận nó, lập tức tò mò rót tâm thần vào trong để nhìn xem kết quả thứ trong ngọc giản làm nàng kinh ngạc thất thanh kêu lên cổ truyền tống trận hàn lập nghe được thanh âm hô lên của đối phương một tia lo lắng cuối cùng ở trong lòng cũng không cánh mà bay đi trận pháp kia đích thực là truyền tống trận cổ xưa như vậy cần phải xem cô gái này có chữa trị được không hàn lập nghĩ như thế không khỏi cẩn thận chú ý vẻ mặt lúc này của tân như âm sợ lộ ra thần sắc khó xử mà tề vân tiêu kia nghe được mấy chữ cổ truyền tống trận vẻ mặt cũng ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, tân như âm mới thở dài một hơi, rút cuộc đem tâm thần từ trong ngọc giản thu về. sau đó nàng cúi đầu ngẫm nghĩ, trông chốc lát mới ngẩng lên nghiêm chỉnh nói với hàn lập: cổ truyền tống trận này thực sự là hàng thật giá thật, vốn dựa vào trình độ của ta thì không thể chữa trị được thứ đã hoàn toàn bị hủy, nhưng chỗ hư hại ở cái này rất ít, chỉ là một góc nhỏ trong đó. vừa khéo bộ phận trận pháp này là một trong ít loại mà ta đã học qua như thế xem ra có nhiều hy vọng phục hồi nó khi tân như âm nói xong lời cuối cùng trên mặt cũng lộ ra vẻ may mắn hàn lập nghe xong lời ấy trong lòng tự nhiên tràn đầy vui mừng nhưng những lời tiếp theo của đối phương lại đả kích hắn không nhẹ nhưng loại cổ pháp trận thường không sử dụng nhiều ta nghiên cứu không quá sâu bởi vậy tiền bối phải cho chút thời gian mới có thể hoàn toàn chữa trị được bản vẽ cổ truyền thống trận ở trong ngọc giản này tân như âm nói tiếp trên mặt hiện ra một chút ngượng ngùng đương nhiên có thể nhưng tân đạo hiếu phỏng chừng phải cần bao nhiêu lâu mới đủ ta đến lúc đó lại tới là được hàn lập sau khi suy nghĩ một chút miệng đáp lời chỉ cần thời gian nửa năm không sai biệt lắm dù sao trước kia ta đã nghiên cứu qua một đoạn thời gian tân như âm không trần chờ nói xem ra nàng sớm đã ước lượng qua được rồi sau nửa năm ta sẽ đến lấy bản vẽ đã được phục hồi hy vọng tân cô nương sẽ không làm hàn mỗ thất vọng hàn lập thấy vậy mỉm cười gật gật đầu nói sau đó Hàn Lập chính thức đem việc chữa trị truyền tống trận phó thác cho vị nữ tử trận Pháp Sư Tân như âm này, rồi cùng bọn tề vân tiêu tán gẫu thêm một buổi chiều, sau liền cáo từ. Trước khi đi, hắn dặn dò hai người vài câu, bảo bọn họ cẩn thận hơn một chút. Tốt nhất là thay đổi chỗ ở, dù sao giết chết vài tên tu sĩ kia, khẳng định sẽ có người đến điều tra hung thủ, mà bọn họ ở phụ cận thật sự rất dễ bị bại lộ. Hàn Lập lần này nói ra, tề vân tiêu cùng Tân như âm hai người liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ khó xử cuối cùng đối với đề nghị thay đổi chỗ ở, cũng giữ thái độ không phủ nhận. Mặc dù Hàn Lập nghĩ rằng điều đó có chút lo lắng kỳ quái, nhưng cũng không tiện nói thêm gì, liền giá ngự pháp khi bay đi, hướng Việt Quốc tiến đến. Nhất quốc đô thành của Việt Quốc chính là Việt Kinh đại danh đỉnh đỉnh. Nó chẳng những là đại thành đệ nhất Việt Quốc, vừa khéo là nơi trung tâm nhất, thông suốt bốn phương tám hướng, là trung tâm trao đổi kinh tế, văn hóa của cả nước. Mà trong một thành phố như vậy, tự nhiên tất đất đã trở thành tất vàng, chẳng những giá tiền phòng ốc hơn mấy lần thành thị bình thường, tuy có những người nguyện ý xuất ra giá cả rất cao nhưng không ai sẵn lòng bán. Dù sao sống ở trong kinh thành cũng đã là một loại biểu tượng cho thân phận. Cả kinh thành Việt Quốc bị chia ra bốn khu vực đông, tây, nam, bắc. Khu phía bắc là hoàng thành, tự nhiên sẽ không để cho người ngoài hoàng thất cư ngụ. Mà tương ứng với nó là khu phía nam, là chỗ ở cho các quan lại lớn nhỏ, tất cả đều phải là người có quan có chức mới có tư cách đi vào. Nếu là một nhà nào đó khi không có ai nhậm chức ở trong chiều, thì gia đình này tự nhiên cũng phải ly khai khỏi khu này. chương 279, Đại Phú Tần Trạch, trong kinh thành, hình thành sự đối lập rõ nét so với khu phía nam chính là khu phía tây. Cảnh tượng tương phản với hào sâu tường cao, tất cả phòng ốc của khu phía tây đều loàng soàng, bên trong là những người làm công việc tạp dịch thấp kém nhất, tiểu thương, người bán rong và người cùng khổ. Đương nhiên cũng có một bộ phận vô lại nhàn rỗi, chuyện gì cũng không làm, thêm người từ khu khác lạc đến cũng ở tại nơi này. Mà cách tương đối xa khu phía tây là khu phía đông, ở đó có một ít phú thương đại hộ sống. Mặc dù nhà những người này không có người làm quan nên không thể tiến vào khu phía nam, nhưng nhà cửa to lớn được xây dựng nguy nga lộng lẫy. Tất cả đều không tiếc tiền để cho trạch viện của mình có thể ở phụ cận đứng đầu, chèn ép, ở trên những gia đình đại hộ khác. Đương nhiên cũng có những trạch viện của những nhà có danh tiếng, người ở gần đó căn bản không thể nổi bật hơn được mấy cái đó chẳng những hơi thở phú quý và chiếm diện tích hơn xa kẻ khác, mà người ở trong đó còn là đại thương cự phú, gia tài vạn quan. Ở một góc của khu phía đông có một siêu cấp trạch viện, đó chính là tần trạch, một nhà giàu có. Diện tích chiếm hơn 10 mẫu, làm cho người biết giá cả đất đai ở kinh thành không ai không há mồm cứng lưỡi cả nửa ngày. Tần gia chẳng những phú khả địch quốc, lũng đoạn một phần tư sinh ý quảng đồng của Việt quốc, hơn nữa nghe nói ra chủ thần thông quảng đại, trong triều đều có quan to chuyên môn đứng ra nói chuyện cho bọn họ hạ nhân của một nhà đại quý như thế tự nhiên khí lực đầy mình lời nói ra so với hạ nhân các trạch viện khác cũng lớn hơn rất nhiều tên giữ cửa tần quý của tần trạch chính là nghĩ như vậy mỗi lần có người muốn đi vào tần trạch cầu kiến gia chủ vô luận thân phận là gì có hay không có chức tước tất cả đều đối với hắn một tên hạ nhân nhỏ nhoi khách khí vạn phần không dám đắc tội với hắn tí nào dần dần điều này làm cho hắn cơ hồ có cảm giác chính mình là đại nhân vật bởi vậy về sau mỗi khi có người nào đó được hiếp cầu kiến tần ra, tự nhiên phải hiếu kính một chút. Nếu không hắn sẽ có sắc mặt khó coi, nói không chừng sẽ đặt qua một bên ba, bốn ngày mới thông báo. Đương nhiên, nếu một ít nhân vật có thân phận cao quý đến cửa, hắn vẫn rất quy củ, hoàn toàn thể hiện bộ dáng có trách nhiệm mặc dù cực khổ, oán giận. Đối với nhóm thiếu gia, tiểu thư hay ra vào, lại cực kỳ ân cần, chu đáo. Cứ như vậy hắn thật đúng là làm cho nhiều chủ tử rất là vừa lòng, thậm chí có tin tức ngoài lề nói rằng tới đây còn muốn tăng cấp hắn lên làm quản sự những việc bên ngoài, có thể đi ra ngoài trưởng quản sinh ý nào đó. Tần quý sau khi biết được, trong lòng lại càng cảm thấy ngọt ngào. Cảm giác đi đường nhẹ nhàng phiêu phiêu trong nhiều ngày. Hôm nay hắn tần quý đại gia di chuyển ghế dài, nằm ở chỗ dâm mát trước cửa lớn để tránh nóng. Sớm hôm nay gia chủ đã ra ngoài đi bàn việc kinh doanh, vài vị thiếu gia, tiểu thư cũng đã cùng với công tử bản thân đến núi non phụ cận để du ngoạn, trong Trạch viện hôm nay ngoại trừ vài vị phu nhân, chỉ có vị tiểu thư Quá phụ đang sống. Điều này có thể làm hắn thở ra một hơi, yên tâm nhàn nhã một chút. Thời điểm khi Tần Quý đang được gió nhẹ man mát thổi qua, có chút mơ màng, bỗng nhiên truyền đến thanh âm rụt rè của một nam tử tuổi trẻ. "Xin hỏi đây có phải là Tần Trạch không?" Tần Quý đang có ý ngái ngủ, bị âm thanh này làm cho không cánh mà bay, cảm giác cực kỳ khó chịu, không mở mắt liền mắng to vì tức giận. "Kêu cái gì mà kêu?" Khóc tăng hả? Không nhìn thấy quý gia nhà ngươi đang nằm sao chứ?" Nói xong, Tần Quý mới 12 phần không tình nguyện mở mắt nhìn lại, thần tình rất là tức giận. Điều này cũng là do hắn tự âm thanh sợ hãi của đối phương, cho rằng đó chỉ là một tên tiểu tốt nên mới dám đối đãi phóng túng như thế. Tần Quý rút cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng người nói chuyện, đó là một vị nam tử mặc áo vải thô khoảng 24, 25 tuổi, tướng mạo bình thường, không bắt mắt. Hơi thở còn để lộ ra ngoài sự quê mùa, cục nghịch, rõ ràng là mới từ nông thôn lên thành thị. Thấy vậy, khí lực trong lòng của hắn lại càng phát ra. Hắn ngồi dậy, không nói hai lời, ngẩng cao đầu như được huấn luyện thành thục, dường như việc quấy dày tần quý đại gia như hắn nghỉ ngơi chính là phạm phải tội lớn tay trời, khó có thể tha thứ. Hắn mắng mỏ, nước miếng bay tứ tung, ước chừng sau khi thời gian kéo dài khoảng một chén trà nhỏ vẫn chưa bỏ qua, mà thanh niên quê mùa cục mịch này phảng phất cũng bị tần đại gia như hắn làm cho bối rối, biểu tình tay chân luống cuống, chỉ biết ngây ngốc đứng nghe tần quý giày la sau nửa ngày tà hỏa của tần quý mới hoàn toàn phát thiết sạch sẽ mới dừng của mắng gay gắt sau đó hắn liếc xéo thanh niên tựa hồ nhớ tới câu hỏi lúc đầu của đối phương liền tùy ý hỏi lại một câu ngươi đến tần trạch làm gì chúng ta trong này không thiếu tạp dịch cùng hạ nhân nên nhanh chóng rời đi hạ nhân bổn trạch cũng không phải dễ làm đâu không thu người có lai lịch không rõ ràng trước tiên đi tìm người bảo lãnh đến rồi nói đi tần quý bằng kinh nghiệm trước đây của mình lập tức đoán định người trẻ tuổi mà hơi thở vẫn chưa hết mùi bùn đất này khẳng định là ước muốn viển vông tìm việc tại tần trạch người như thế hắn đã gặp rất nhiều ta không phải tìm việc tần ngôn là thúc thúc của ta đây là một phong thư người trong nhà bảo ta đưa cho tần thúc thanh niên tựa hồ mới vừa tỉnh táo lại từ trong sự của trách nặng nề sau khi nghe xong lời tần quý vội vàng từ trong áo lấy ra một phong thư nhăn nhúm lắp bắp hướng tần quý giải thích cái gì lão ra là thúc thúc của ngươi Tần Quý đang muốn cầm lấy ấm trà ở gần đó uống vài ngụm, thì nhất thời bị lời nói của thanh niên này làm cho sợ hãi tới mức trực tiếp đem nước trà phun ra, kinh hãi thất sắc hỏi. Cái này, ta cũng không biết nhưng người nhà bảo ta xưng hô là Tần Thúc. Thanh niên gãi gãi đầu, trên mặt có chút bộ dáng xấu hổ. Nhưng lần này Tần Quý rút cuộc không dám dễ dàng cười nhạo đối phương, vạn nhất vị này thực sự có quan hệ gì đó với lão gia, hắn sẽ ăn quả đắng. Vì thế sau khi hắn do dự, cẩn thận hỏi phong thư này ta có thể liếc mắt xem một chút được không xin các hạ yên tâm tại hạ chính là xem bì thư tuyệt không dám mở ra thanh niên nghe tần quý nói xong gật gật đầu đồng ý ngoài dự kiến hơn nữa một mặt đưa thư tín này cho hắn một mặt nói vốn là muốn đem thư này đưa cho ngươi để ngươi giúp chuyển giao cho tần thúc tần quý tiếp nhận phong thư mà có thể chính xác là một tín kiện vội vàng lướt qua vài lần tuy nói hạ nhân bình thường căn bản sẽ không có khả năng nhận biết chữ nhưng là tần quý hồi còn nhỏ cũng đã qua nửa năm ở trường tư, nên cũng có thể nhận biết câu chữ. Bởi vậy công việc giữ cửa mà vô số hạ nhân hâm mộ mới có thể rơi xuống đầu hắn. Tần ngôn huyền chất tự thân mở, mấy chữ to, đen trên phong thư làm tần quý trong lòng nhảy loạn một trận. Xem khẩu khí tựa hồ là trưởng bối của lão gia nhà mình. Nghĩ đến đây sắc mặt tần quý lập tức biến đổi, cố gắng dặn ra vài nụ cười, hướng thanh niên nói. Vị công tử này, lão gia của ta không có nhà, nhưng có vài vị phu nhân ở trong phòng, người có muốn đem tín thư này chuyển cho phu nhân hay không? Thái độ tần quý không khỏi đại biến, ngay cả xương hô cũng lập tức đề thăng. Điều này không được đâu, phong thư này nhất định phải do tần thúc tự thân mở ra xem. Thanh niên trở nên trần chờ, cuối cùng kiên quyết lắc lắc đầu. Như vậy đi, nếu không ta vào trước bẩm báo một chút với phu nhân, nhìn xem phu nhân rút cuộc trả lời các hạ như thế nào cho thuyết phục. Tần quý cũng không dám để thanh niên này rời đi, vạn nhất thực sự có việc gì quan trọng sợ mình làm chậm trễ, sau đó liền quay đầu muốn vào giao cho phu nhân xử lý, sự tình gì hắn cũng mặc kệ, tần quý làm hạ nhân đã lâu như vậy nên cũng có chút tâm kế. Lần này thanh niên lại đồng ý, tần quý sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiếp đón vị người nhà vừa mới lên này, để hắn tạm thời giúp quan sát. Chính mình liền chạy vào trong nhà, hạ nhân khác thấy hắn có bộ dáng như lửa cháy đến mông, đều có chút kinh ngạc. Tần quý trực tiếp chạy đến hậu viện, hướng một vị nha hoàn chân to đang giữ sân nói mấy câu, liền an tâm trở lại đại môn đợi trả lời. Hắn trở lại trước cửa, cùng thanh niên này cười nói mấy câu, một vị tiểu nha hoàn nhất lưu tướng mạo cũng được chạy đến. Đi đến gần hai người, nàng cảm thấy hứng thú nhìn thanh niên quê mùa vài lần, sau đó liền truyền miệng lời của vị phu nhân nào đó. Trước tiên để vị thanh niên này đến một gian xương phòng nghỉ ngơi, đợi khi lão ra trở về mới định đoạt thân phận thật giả, dù sao người của tộc tần ra rất nhiều nói không chừng thật sự là trưởng bối của một chi phụ nào đó có việc tìm tới tận cửa. Một khi ở trên đã có lời xử lý chuyện này, Tần Quý cũng liền an tâm, tiếp tục làm tốt việc giữ cửa của hắn. Mà tiểu nha hoàn kia mang theo thanh niên hướng xương phòng đãi khách tạm thời đi đến. Trên đường rất nhiều người nhìn thấy hình dáng thanh niên này quê mùa cục mịch đều cảm thấy kinh ngạc liếc nhìn hắn vài lần, mà thanh niên này tựa hồ cảm thấy bất an. Hắn rõ ràng đem đầu hạ thấp, chỉ nhìn mặt đất, im lặng đi theo phía sau tiểu nha hoàn. Điều này làm cho tiểu nha hoàn khi quay đầu liếc mắt nhìn thấy bộ dáng của thanh niên lạ lùng như vậy, không khỏi thất thanh cười. Rồi sau đó còn nhìn lại nam tử này vài lần cười hì hì, nghĩ rằng người này rất thú vị. Sau khi đem thanh niên an trí trong một chỗ của xương phòng, tiểu nha hoàn dặn dò hắn không được chạy loạn, liền cười hì hì trở về phục mệnh. Đợi khi nàng vừa rời khỏi phòng ở, bộ dáng thanh niên nam tử vốn vụng về, lúng túng đột nhiên động thân, ngốc tính trong mắt lập tức biến mất, cả người nhàn nhạt phát ra một loại hơi thở tiêu sái, còn đâu quê mùa. Thực không thể tưởng tượng được tần gia nổi danh như vậy. Xem ra người ma đạo không có khả năng buông tham mục tiêu rõ ràng như thế. Thanh niên nhìn ra ngoài phòng, nhăn mặt nhíu mày, miệng thì thào lẩm bẩm. Hắn đúng là hàn lập, đã toàn lực ngự khí, vất vả hơn 10 ngày đường, cuối cùng mới đến được Việt Kinh, mà tần trạch chính là đối tượng Lý Hóa Nguyên yêu cầu hắn bảo vệ. Tuy nhiên hàn lập nghĩ đến việc Lý Hóa Nguyên an bài thân phận cho hắn, không khỏi rất bực mình. Lão ở trong thư, bảo người đứng đầu tần gia an bài thân phận hắn là hậu nhân của một chi phụ, để hàn lập giả dạng làm người thân thích từ dưới quê lên, điều này mới có thể giấu giếm tai mắt những người ở lâu trong tần trạch. Thân phận tiểu tử thôn quê tuy làm hàn lập có chút không thích nhưng hắn giả dạng lại không tốn sức. Dù sao trước đây hàn lập là một tiểu hài tử nhà nông chính hiệu ở thôn thiên tích, ngữ khí xử sự với người ngoài thế nào cho giống thì hắn không cần phải phí tâm suy nghĩ. Sau khi hàn lập đóng cửa, liền ngồi xuống giường luyện khí, hy vọng có thể làm cho tu vi của mình trong lúc hộ vệ tần trạch tăng tiến một chút. Hàn lập bất chi bất giác thực hiện một vòng tuần hoàn lớn thì đã đến đêm, lúc này rút cuộc có âm thanh lạo xạo của người trước cửa. Tinh thần hàn lập rung lên, thần thái trên mặt lập tức biến mất không còn một mảnh, khôi phục hình tượng múc tiểu tử quê mùa, cục mịch. Sau khi cánh cửa mở ra, bên ngoài có một vị phó dịch ăn mặc kiểu hạ nhân. Lão gia nhà ta đã hồi phủ, hiện tại phu nhân kêu người qua, nay theo ta đi đi hạ nhân này không khách khí nói với hàn lập sau đó xoay người bước đi xem ra vẫn chưa để hàn lập vào trong mắt điều này cũng khó trách vị này cùng tên tần quý canh cửa kia bất đồng thân là tâm phúc bên người của một phu nhân nào đó hắn hàng năm nhìn thấy không ít người thân thích nghèo khổ đến tần phủ xin tiền tự nhiên cũng sẽ không quan tâm dựa theo suy nghĩ của hắn hơn phân nữa lão gia sẽ tiếp đãi một chút tên dân quê này rồi sẽ cho ít ngân lượng để hắn trở về căn bản sẽ không cho ở lâu trong phủ mà Hàn Lập thành thật vâng lời, đi theo người này rời xương phòng, thẳng đến phòng khách của Tần Trạch. Lúc này trong phòng khách có một vị phụ nhân ung dung tao nhã hơn 40 tuổi, đang hướng tới vị đứng đầu Tần gia Tần ngôn nhắc tới việc của Hàn Lập. Một khi đã dám cầm tín thư tới thăm, hơn phân nửa sẽ không giả. Xem ra thực là trưởng bối gia tộc kêu người tìm tới cửa. Nhìn xem rút cuộc có yêu cầu gì, nếu không quá đáng thì tận lực thỏa mãn một chút đi. Đừng để cho người của chi chúng ta ở trong tộc mang tiếng xấu đối với thân thích nghèo khổ. Tuổi tần ngôn ước chừng hơn 50, nhưng bởi vì chăm sóc tốt nên xem ra giống như hơn 40, không có chút già cả. Hôm nay hắn đang uống trà tổ yến, sau khi cổ họng thanh mát mới chậm rãi nói. chương 280, tiếp kiến. Lão ra sáng suốt, chúng ta đích xác không thiếu ngân lược, nhưng thanh danh không thể mất. Phụ nhân đối diện mỉm cười nói, hoàn toàn thể hiện bộ dáng hiền thê. Tần ngôn thấy vậy, càng thêm vừa lòng. Vị tam phu nhân này ở với mình đã nhiều năm như vậy như tay chân bên mình, tâm tư tinh tế, một điểm đều không giảm sút điều này làm cho lão càng yên tâm thậm chí bình thường có việc ra ngoài liền đem chuyện lớn nhỏ trong tần trạch giao cho nàng xử lý hơn nữa mỗi lần đều cực kỳ hài lòng lão gia thiếp đã phái người đem hắn đến đây phu quân sau khi gặp qua sẽ do thiếp ứng phó việc nhỏ này phụ nhân tiếp tục ôn nhu nói tần ngôn nghe vậy mỉm cười vừa định mở miệng nói gì đó thì ngoài phòng liền truyền đến âm thanh bẩm cáo của hạ nhân lão gia tần bình đã dẫn khách tới hiện tại có muốn triệu kiến hay không kêu tần bình mang người vào đây đi tần ngôn thuận miệng phân phó sau đó không mở miệng nữa hướng tam phu nhân cười cười xin lỗi tuân mệnh hạ nhân lên tiếng cũng không nói gì thêm mà ở ngoài phòng khách đi phía sau tần bình là một vị thanh niên ngơ ngơ ngáo ngáo nam tử trẻ tuổi này một mặt đi tới một mặt liếc trái nhìn phải đánh giá hết thảy phòng khách tựa hồ đối với thứ gì trong phòng cũng đều tò mò vô cùng đợi hai người đi vào sảnh tần bình hồi bẩm một tiếng sau đó tự động rời đi, chỉ còn lại người thanh niên, đang có chút bất an đối diện với vợ chồng Tần Ngôn. Tần Ngôn cùng tam phu nhân nhìn thấy bộ dáng thanh niên luống cuống tay chân, không khỏi nhìn nhau cùng cười, tiếp theo lão ho nhẹ một tiếng, nói với người thanh niên. Nghe nói tiểu huynh đệ có thư của trưởng bối Tần Mỗ, chẳng biết việc này có thật hay không. Có thể đem thư giao cho tại hạ xem xét được chứ. Thanh niên cũng chính là hàn lập liếc mắt nhìn vị đứng đầu tần gia này, lộ ra bộ dáng do dự, phảng phất có chút không tin tưởng, hỏi ngược lại người chính là tần thúc sao ông nội của ta truyền miệng rằng chỉ có thể giao thư này cho bản thân tần thúc thôi tam phu nhân nghe xong hàn lập nói thế liền nao nao thiếu chút nữa nhịn không được bật cười thành tiếng tại đại sảnh tiếp khách của tần trạch có người dám to gan lớn mật giả mạo người đứng đầu tần ra sao người thanh niên này hỏi thật sự là rất thú vị mà tần ngôn nghe xong ngây người ngẩn ngơ đồng thời lộ ra thần sắc cười khổ lão đành phải bất đắc dĩ nói tiếp tại hạ đương nhiên là chủ nhân chân chính của tần trạch tuy nhiên có phải là tần thúc của các hạ hay không thì phải xem qua thư mới có thể xác nhận được. Bộ dáng thừa nhận của tần ngôn làm tam phu nhân ở bên nhìn thấy thật sự rất thú vị. Không nghĩ tới, tại Việt Kinh đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ không người nào không biết chủ nhân tần ra, vậy mà bị một thanh niên cả người quê mùa, cục nghịch hoài nghi, thật sự là một chuyện hoang đường. Nghe tần ngôn nói thế, trên mặt hàn lập mới thể hiện ra biểu tình tin mà không tin, rút cuộc hắn móc móc kéo kéo ra một phong thư bị nhầu nát như giấy loại, đưa cho tần ngôn, Lão sớm đã không kiên nhẫn, cố nén xúc động không đem tay giật lấy thư tín, rút cuộc bảo chỉ được phong độ tiếp lấy phong thư. Tuy nhiên lão thực không có lập tức mở thư, mà thâm ý sâu sắc nước nhìn hàn lập, bỗng nhiên sau đó đem thư bỏ xuống bàn, vỗ nhẹ hai tay. Sau hai tiếp bốp bốp, từ bên ngoài sảnh lập tức đi vào một vị lão giả áo xanh đầu đầy tóc bạc. Tần ngôn không nói hai lời, tay chỉ phong thư này. Lão giả lập tức cung kính tiến lên cầm lấy, tiếp theo liền xem xét cẩn thận nó dưới ánh nắng chiếu vào trong phòng, cuối cùng hai tay đang cầm lại đem thư để trở về trên bàn không có vấn đề sau khi lão giả thốt ra mấy từ liền khom người thối lui tất cả vừa xảy ra đều vô thanh vô tức giống như quỷ mị tần ngôn yên lòng nhàn nhạt liếc nhìn hàn lập thấy bộ dáng vị này mờ mịt không khỏi trên mặt mang nụ cười đắc ý sau đó lão không giải thích gì liền đem thư này thuần thục mở ra rút tờ thư ra nhìn kỹ tam phu nhân một bên thấy vậy hướng về phía hàn lập cười hòa ái một chút liền bưng chén trà trước mặt muốn nhấp một ngụm. Nhưng không đợi phụ nhân bưng lên thì tần ngôn đang ngồi xem thư tín bỗng ai ra một chút, đột nhiên đứng dậy, thần tình cực kỳ ngạc nhiên cổ quái. Lão ra, có chuyện gì, thư tín này là giả sao chứ? Tam phu nhân lắp bắp kinh hãi, cuốn quyết đặt chén trà xuống dò hỏi, bộ dáng cực kỳ quan tâm. Không phải, thư này là thật, nhưng là của một vị trưởng bối có đại ân đối với ta. Thần sắc khoảng khắc liền khôi phục lại bình thường, khẩu khí rất bình tĩnh nói sau đó hắn hướng về phía ái thê của mình sau khi nhìn tần ngôn mới quay lại dò xét hàn lập lần nữa các hạ gọi là hàn lập tần lão ra hỏi một câu tuy khẩu khí giống như vừa rồi nhưng tam phu nhân lại lờ mờ nhận ra chỗ không đúng khi vị phụ nhân này đang hồ nghi thì hàn lập lại mạnh mẽ gật đầu đúng vậy ta chính là hàn lập có phải ông nội của ta đã nói là ta có thể lưu lại ở trong này đúng không a à, a à, đương nhiên có thể ta trước đây từng cùng gia phụ gặp qua hóa nguyên bá phụ một lần không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy hậu nhân của người, ta sẽ xem người giống như cháu chắt thân thuộc. Tần ngôn đột nhiên hoan hỉ vui sướng lên tiếng cười ha hả, âm thanh vang lớn, làm hạ nhân ở phụ cận đều nghe được, nhìn nhau mặt mày mờ mịt, chẳng biết lão ra nhà mình vì sao ở trong phòng khách cao hứng như thế. Đến đây, theo ta vào phòng bên nói về tình huống gần đây của hóa nguyên bá phụ đi. Những người khác không ai được phép vào trong, ta cần phải cùng với hàn hiền chất chuyện trò. Tần ngôn cầm lấy cánh tay hàn lập, cực kỳ nhiệt tình nói. Tiếp theo kéo hắn đi đến cửa bên, ngăn trở hành động muốn đi theo của Tam Phu Nhân. Tam Phu Nhân vốn đã cảm thấy giật mình, nay lại càng thêm hồ đồ. Bà đành phải trơ mắt nhìn tần lão ra cùng hàn lập từ cửa bên đi ra ngoài. Mà bà không dám không nghe theo sự phân phó từ tiện tiến vào. Lúc này phụ nhân một đầu đầy nghi vấn, hàn lập đi theo tần ngôn tới một chỗ cực kỳ u tĩnh ở phòng bên. Lão hai lời không nói, di chuyển một chút cái bình cổ dùng để trang trí trong phòng, sau đó trên vách tường trống rỗng xuất hiện một gian mật thất tần ngôn thấy vậy không trần chờ đi vào mà hàn lập sau khi mỉm cười một chút cũng theo sau mật thất này không lớn nhưng đầy đủ mọi thứ chẳng những có bàn có ghế còn có một cái giá sách bằng gỗ đàn hương cao hơn một trường có vẻ cực kỳ tinh xảo các hạ một khi đã là người do lý tiên sư phái đến thì cũng là người tu tiên vừa rồi trong phòng khách tần mỗ đã đắc tội mong rằng hàn tiên sư không khiển trách tần ngôn sau khi đóng cửa mật thất thần sắc liền cung kính hướng Hàn Lập giải thích. Không có gì, không biết không có tội. Huống chi, chàng diễn này còn phải tiếp tục. Hàn Lập tùy ý ngồi xuống bên cạnh bàn, không thèm để ý nói. Hắn lúc này cả người thần thái vì đó biến đổi, khôi phục hơi thở tiêu sái vốn có. Đa tạ tiên sự đại lượng, tần ngôn nghe xong, càng thêm cung kính, Thủy Trung đứng một bên, không có lộ ra ý tứ bất mãn. Người tu tiên rút cuộc là ai, tần ngôn thật sự rất rõ ràng, căn bản đó chính là mấy người thần sống giống như thần tiên huống chi nếu vị lý tiên sư kia không một tay duy trì bọn họ tần gia tuyệt đối không có thanh thế hiển hách như ngày hôm nay về tình về lý tần ngôn cũng không dám có ý bất kính tần gia chủ cũng ngồi đi không cần khách khí lý tiên sư trong miệng người chính là gia sư sở dĩ đối với tần gia mà nói ta cũng không tính là ngoại nhân hàn lập mỉm cười nói không dám tại hạ là một phàm nhân như thế nào dám đối với tiên sư vô lễ tại hạ đứng ở một bên nghe hàn tiên sư phân phó là được. Tần ngôn liên tục lắc đầu, không chịu ngồi xuống. Điều này làm cho hàn lập có chút trầm ngâm, đăm chiêu một chút, sau đó liền không hề miễn cưỡng đối phương. Chẳng biết hàn tiên sư đến nơi này có gì muốn làm. Trong thư lý tiên sư chỉ nói rõ thân phận của người, cụ thể sự tình gì thì trong đó lại không đề cập chút nào. Tần mỗ có được biết một phần hay không? Tần ngôn thật cẩn thận hỏi ra vấn đề trong lòng quan tâm nhất. Bởi vì dựa theo lời gia phụ khi Lâm Trung thì Lý tiên sư có đại ân đối với Tần gia, chỉ khi nào Tần gia xuất hiện nguy hiểm không thể giải quyết mới tự mình xuất hiện hoặc là phái người tới tương trợ. Chẳng lẽ Tần gia gặp phiền toái lớn hay sao? Hàn Lập liếc mắt thấy người đứng đầu Tần gia hiện lên thần sắc lo âu, sau khi suy nghĩ liền châm trước nói: "Sự tình là như thế này, kỳ thật việc này liên quan đến người tu tiên ngoại quốc, chúng ta nhận được tin nói." Hàn Lập thần sắc như thường đem việc Ma đạo Lục tông có thể xuống tay đối với Tần gia dùng cách nói mà phạm nhân có khả năng hiểu được một cách tốt nhất chậm rãi kể cho tần ngôn làm vị tần lão gia này khiếp sợ sau nửa ngày lão mới có chút lắp bắp nói điều này nói như vậy tu sĩ quốc gia khác muốn xuống tay đối với phạm nhân chúng ta điều này điều này phải làm thế nào cho tốt bộ dáng vị đứng đầu tần ra tay chân luống cuống mà hàn lập sau khi nhàn nhạt cười liền bình tĩnh an ủi nói tần gia chủ không cần lo lắng lần này tu sĩ tiềm nhập việt quốc pháp lực không cao có tại hạ tỏa trấn tần phủ, sẽ không để cho bọn họ dễ dàng đắc thủ. Chương 281, Tần Trạch chúng nhân, biểu tiểu thư. Sau vài canh giờ, Hàn Lập đi theo Tần Ngôn Từ trong mật thất đi ra, đổi lại hình tượng. Nhưng khi về đến phòng khách của Tần gia gia chủ, vừa thấy tam phu nhân đã lập tức ra lệnh cho người hầu thu xếp một chỗ ở sạch sẽ ở trong nhà, để cho Hàn Lập ở lại lâu dài trong Tần phủ. Lý do bề ngoài thì rất đường hoàng, là Tần lão gia hắn phải bồi dưỡng thật tốt vị vãn bối này. Báo lại đại ân của Tiền Bối Hàn Lập đối với hắn năm xưa. Tam phu nhân thấy vậy, há hốc miệng, nhưng cũng không có nói ra lời phản đối nào. Nàng với sự thông minh hơn người của mình nghe hiểu ngay. Tần Ngôn đã có quyết định rất tốt, căn bản không để cho người khác phản đối. Hơn nữa, với còn có cảm giác giữa vị Hàn Hiền chất và phu quân của mình khẳng định có che giấu gì đó. Nhưng một khi Tần Ngôn đã không nói rõ với nàng, nàng tự nhiên sẽ không làm chuyện gì để mất đi sự sủng ái của hắn. Chẳng qua nàng thích suy đoán phu quân của mình trịnh trọng với vị hàn thế chất này như vậy. Chẳng lẽ khi hắn còn trẻ, hái hoa ngắt cỏ bên ngoài lưu lại con riêng? Nếu không, dù thế nào cũng không vừa xem thư đã thất sắc như vậy, sau đó lại nhiệt tình đến thế. Tâm trí của vị tam phu nhân này thật quá sống động, càng nghĩ càng thấy giống như vậy. Trong lòng khá là khẩn trương, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì lạ, hơn nữa càng thân thiết hơn với Hàn Lập. Sau đó, do tần lão ra mãi dặn dò, Hàn Lập lại đi theo tần bình đi ra thính đường, để hắn đi xem nơi ở có vừa ý hay không. Vẻ mặt Tần Bình lúc này rốt cuộc không còn cứng nhắc nữa, mà là rất tươi cười, và gọi Hàn Thiếu ra không ngừng. Hoàn toàn thay đổi việc đối xử lạnh lùng 10 phần với Hàn Lập lúc trước, trực tiếp lựa chọn quên đi mọi chuyện. Mà Hàn Lập mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng thầm than đám phàm nhân làm hạ nhân này có bản lãnh thuận theo cơn gió thật sự đến mức xuất thần nhập hóa. Lúc trước rất kiêu ngạo mà giờ vô cùng cung kính mà không có chút xấu hổ nào, thật là quá giỏi. Sau đó Tần Bình dẫn Hàn Lập ngoặt mấy ngoặt trên con đường nhỏ sau nhà, đi đến trước một căn tam hợp viện yên tĩnh. Hoàn cảnh ở đây rất thanh nhã, rất là yên tĩnh. Hàn Lập vừa thấy đã thầm gật đầu, rất là hợp ý. Xem ra vị Tần Ngôn này, cũng phí không ít tâm tư để cho hắn một chỗ ở tốt. Hàn thiếu ra, trong này chính là nơi ở của ngài. Nơi đây chính là một căn biệt viện tốt nhất trong Tần Phủ. Bình thường nếu không phải khách quý mà lão gia tôn trọng, thì sẽ không cho người ta vào đây ở Tần Bình dẫn Hàn Lập vào trong viện, nịnh hót giải thích cho Hàn Lập. Hàn Lập gãi gãi đầu, miệng liên tục nhếch lên cười ngây ngô, dường như không biết nên nói cái gì cho tốt. Tần Bình rất hiểu những việc này, lại đổi sang đề tài khác. Hàn thiếu ra còn chưa ăn cơm chiều nhỉ, vậy tiểu nhân sẽ đến nhà bếp mang cơm lên cho ngài, xin chờ một lát. Nói xong, Tần Bình liền cung kính lui ra khỏi viện, sau đó, xoay người rời đi. Hàn Lập thấy người này đã đi xa, mới cười nhàn nhạt. nhạt xoay người đẩy cửa ra bố trí của mấy căn phòng này phối hợp rất tốt với hoàn cảnh xung quanh bố trí rất là thanh nhã sau khi đi một vòng hàn lập càng lấy làm thỏa mãn không khỏi đoán xem rốt cuộc là ai bố trí nơi này tên tần bình kia thật sự rất nhanh tay nhanh chân không mất bao lâu đã cùng một nữ đầu bếp mang theo một ống tre lớn mang cơm đến người thấy mùi cơm hàn lập cũng đã lâu rồi không ăn lương thực liền không hề khách khí ăn sạch các thức ăn và cơm trên bàn Đến lúc cuối cùng, Tần Bình thấy Hàn Lập như vậy cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng bề ngoài thì vẻ mặt vẫn rất cung kính mời Hàn Lập lại đến thính đường một chuyến. Bởi vì Tần Lão ra muốn giới thiệu những người của Tần ra cho Hàn Lập biết. Khi Hàn Lập lần thứ hai đi vào phòng khách thì, ở đây đã không chỉ có riêng hai người Tần Ngôn và Tam Phu Nhân, mà còn có hơn 20, 30 người cả nam cả nữ có đứng có ngồi ở đó. Khi tần ngôn rất là thân thiết mời Hàn Lập ngồi xuống bên cạnh thì, những người tuổi cao ở bên trong phòng khách chỉ hơi ngạc nhiên chứ không có biểu hiện gì. Nhưng những tiểu thư và thiếu gia của tần gia thì không nhịn được, lúc này có một vị công tử có vẻ được sủng ái bất mãn đứng ra hỏi. Gia Gia, vị huynh đài này là ai? Sao mấy huynh muội chúng ta chưa gặp lần nào, triệu tập chúng ta đến đây là vì người này sao? Tần ngôn tự nhiên nghe ra ý của tên tiểu tôn tử này. Nhưng hắn không hề cho tên kia chút thể diện nào, trừng mắt nhìn hắn rồi, lạnh lùng nói. Lui ra, trong này người có tư cách nói chuyện sao? Cái gì người này, cái gì người nọ? Đây là hàn lập hàn hiền chất, tiền bối của hắn có ơn cứu mạng với tần gia chúng ta, không được phép vô lễ. Tần ngôn vừa nói những lời này, lập tức làm cho mọi người trong phòng khách ngoại trừ tam phu nhân đều rung động. Ánh mắt tò mò đồng thời nhằm vào người hàn lập, mà hàn lập cũng khôn khéo thể hiện ra vẻ mặt bất an, như là dưới mông có một cái đinh vậy, người vặn qua vặn lại. Mà vị thiếu gia tần gia kia thì mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết nói gì lui về phía sau. Tên này tuyệt đối không ngờ được rằng, tần ngôn bình thường rất sủng ái mình, hôm nay lại nói những lời chẳng lưu tình gì. Khiến hắn mất mặt trước nhiều huynh đệ tỉ muội như vậy. Trải qua chuyện lần này, vị công tử này tự nhiên sẽ có hảo cảm gì với Hàn Lập. Đương nhiên, hắn cũng không quá ấu trĩ, bị tần ngôn quát đi xuống, hắn sao có thể có hành động bất thiện gì với Hàn Lập được chứ. Dù sao từ bây giờ thì thấy, Tên này có vị trí rất trọng yếu trong mắt gia gia, hắn không hy vọng vì vậy mà mất đi sự sủng ái của Tần Ngôn. Có tên này làm gương, những người khác tự nhiên sẽ không đi ra chịu trận nữa. Ngược lại, tất cả đều hòa nhã nhìn Hàn Lập, biểu hiện sự thân thiện. Lúc này Tần Ngôn mới mỉm cười, giới thiệu mọi người trong phòng với Hàn Lập. "Đây là Tần Chi con lớn của ta, bây giờ giúp ta quản lý tất cả cửa hàng ở Việt Kinh, đầu óc cũng không tệ. Kia là con trai thứ hai của ta." Hàn Lập một mặt gật đầu lung tung, một mặt nghi nhớ gương mặt của từng người trong tần gia mà tần ngôn giới thiệu vào trong lòng, mấy người này đều là người mà hắn phải bảo vệ. Tuy nhiên, vị tần lão gia này thật là nhiều con cháu, tổng cộng có 5 người con trai, 3 người con gái, cháu trai và cháu gái cũng có vài người. Trong đó người con lớn nhất và con thứ hai đều khoảng trên 30 tuổi, đều đã có con. Tên vừa ra mặt vừa rồi chính là người con thứ hai của lão đại. Nhưng đáng buồn cười là, con trai thứ năm của tần ngôn mới có năm, 6 tuổi, là một đứa trẻ chỉ biết mút ngón tay. Hàn Lập tưởng tượng thấy, một thanh niên 17 tuổi phải gọi đứa trẻ còn mút ngón tay là ngũ thúc, liền không khỏi thấy buồn cười. Còn phu nhân của Tần Ngôn, thì ngoại trừ tam phu nhân đã gặp buổi sáng, còn có một vị nhị phu nhân tuổi khoảng 40, cùng 7-8 vị thê thiếp trẻ tuổi khác. Mà đại phu nhân của Tần Ngôn thì không có trong phòng khác. Nghe nói là đang ăn chay niệm Phật, không dễ dàng ra gặp mặt. Ngoài ra còn có hai vị nam tử trên 40 tuổi, là nhị đệ và tam đệ của Tần Ngôn. Bọn họ đều quản lý một phần sinh ý của Tần gia, coi như là nhân vật quan trọng trong Tần phủ. Đương nhiên, bọn họ cũng có mấy đứa con ở trong phòng này, chẳng qua những người này Hàn Lập chỉ nhớ tên mà thôi, không quá chú ý đến. Dù sao tinh lực của hắn có hạn, chỉ có thể chú ý bảo vệ những người con cháu của Tần Ngôn trong phòng này mà thôi. Ồ, biểu tiểu thư đâu? Đợi Tần Ngôn giới thiệu mọi người trong phòng một lượt, đột nhiên phát hiện còn có một người chưa đến không khỏi nghiêng người hỏi tam phu nhân ở bên cạnh. Lão ra, biểu tiểu thư nghĩ không muốn gặp người ngoài, nên không đến. Có muốn lại đi gọi nàng không? Tam phu nhân nhỏ giọng nói, trên mặt có vẻ trần chờ. Không sao, hàn hiền chất không phải người ngoài, nên đến gặp một lần tần ngôn nghe xong liền nghĩ rồi nói. Rõ, lão ra, tiểu liên, người đi đến gọi biểu tiểu thư đến đây, nói lão ra gọi nàng đến. Tam phu nhân nói với tiểu nha đầu phía sau. Vâng, Phu nhân người này chính là tiểu nha hoàn từng dẫn đường cho Hàn Lập, lập tức đi ở cửa ngách, nửa đi nửa chạy đi ra ngoài. Lúc này Tần Ngôn quay đầu lại, nhỏ giọng giải thích với Hàn Lập. Còn một người chưa đến, chính là một cô gái trẻ tuổi được đại phu nhân của ta khi về thăm cha mẹ cứu được cách đây 7, 8 năm. Cô gái này rất đáng thương, chẳng những mất trí nhớ, hơn nữa người đầy vết thương. Tâm địa của phu nhân ta cũng tốt, sau khi chữa khỏi thấy cô ta không nhà không cửa liền để một người anh trai của mình thu cô ta làm nghĩa nữ cũng tính là cho cô ta một chỗ ở nhưng cô gái này thật sự bất hạnh mặc dù được nghĩa phụ tìm người gả cưới nhưng vừa ra khỏi cửa ba ngày vị hôn phu của cô ta đã say rượu ngã xuống sông mất tích theo lý thuyết cô gái trẻ tuổi này có thể chọn người khác để kết hôn lại nhưng cô gái này rất trung trinh cam nguyện từ nay về sau không cưới ai khác thủ tiết vì người chồng với sống chung được có ba ngày đây là một câu chuyện ở nơi đây cũng khiến cho người nhà phu nhân của ta nở mặt nở mày không ít. Sau này khi nghĩa phụ của cô gái qua đời, phu nhân ta thấy cô gái phòng không gối chiếc thật là đáng thương, liền đưa cô gái về đây cùng nàng bầu bạn, cũng thuận tiện giúp cô gái đó nguôi ngoai tần ngôn vừa nói vừa cảm thán không thôi. chương 282, Cải Biến Hàn Lập nghe tần ngôn nói thế, bề ngoài mặc dù làm ra vẻ giật mình một chút, nhưng không khỏi nghĩ đến trinh nữ liệt chuyện làm cho người con gái càng thêm đáng thương đám công tử trong phòng vừa nghe thấy biểu tiểu thư sắp đến đều lộ ra vẻ mặt vui mừng trong mắt đều toát ra vẻ chờ đợi điều này khiến cho hàn lập thấy cũng nao nao trong lòng nhưng sau đó giật mình đoán ra vị biểu tiểu thư này chỉ sợ sinh như hoa như ngọc hàn lập đang nghĩ thì nghe thấy một cô gái ăn mặc như thiếu phụ đang cùng tiểu nha hoàn từ bên ngoài đi vào trong phòng khách cô gái này mặc dù mày dài xinh đẹp rất là dịu dàng nhưng trên người tản mát ra một loại mị lực không nói nên lời phong tình động lòng người khiến cho hầu hết nam nhân trong phòng đều có muốn được ôm vào trong lòng âu yếm một phen. Còn đám tiểu tử chưa ráo máu đầu lại mở to hai mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm. Xem ra, mấy vị thiếu gia của tần gia đều rất mê luyến với vị biểu tiểu thư này. Nhưng mà khi Hàn Lập nhìn thấy rõ khuôn mặt của người con gái này, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Vẻ ngây ngốc trên mặt đột nhiên biến mất, may là trong nháy mắt Hàn Lập đã cố gắng bình tâm lại, khôi phục vẻ mặt vốn có bởi vì biến hóa này tất cả liền hoàn thành trong nháy mắt mà ánh mắt của mọi người ở đây đều dừng ở trên người vị thiếu phụ mới bước vào phòng khách nếu không đúng là lộ ra chút dấu vết nhưng lúc này trong lòng hàn lập lại như nổi sóng vị biểu tiểu thư này mặc dù khuôn mặt thay đổi so với trước kia một chút còn có thêm nét phong tình cầu người thiếu phu nhưng từ trong đôi mắt đầy linh tính kia từ khuôn mặt thanh tú kia hàn lập vừa nhìn một cái đã nhận ra Người được gọi là biểu tiểu thư này chính là nhị tiểu thư của Mạc Phủ mà năm đó đã gặp vài lần, cô gáo xinh đẹp thích nghiên cứu y đạo Mạc Phượng Vũ. Mạc Phương Vũ vừa tiến vào trong phòng, đã bị mọi người nhìn chằm chằm mà đỏ mặt lên. Nàng tự động cúi đầu, nên không thấy được Hàn Lập đang ngồi ở phía dưới Tần Ngôn. Tần Ngôn nhìn thấy hình dáng của mấy tên vãn bối không ra sau này, trong lòng rất là ảo não. Khụ khụ, mặt hắn trầm xuống, dùng sức ho khan vài tiếng lúc này mới khiến cho mấy tên nam tử trẻ tuổi đang mê đắm bởi sắc đẹp của Mặc Phương vũ tỉnh lại, thu ánh mắt trở về đều làm ra bộ dạng chính nhân quân tử. bọn họ sợ làm cho Tần Ngôn phẫn nộ. Bình Nhi đến ngồi ở chỗ Di Nương đi Tam phu nhân khéo léo lên tiếng trước tiên để Mặc Phương vũ đến cạnh bà ngồi xuống. cảm ơn Tam Di Nương. Mặc Phương vũ nhỏ giọng cảm ơn liền đi đến bên cạnh Tam phu nhân ngồi xuống. Bình Nhi không cần thường xuyên ở trong phòng sống như vậy sẽ rất buồn nên đi ra ngoài đi lại mới tốt. Hiển nhiên Tần Ngôn rất thương hại Mạc Phương Vũ nên lời nói rất nhẹ nhàng. "Đa tạ Di trưởng, Bình nhi biết." Mạc Phương Vũ vẫn không ngẩng đầu lên, ra vẻ rất dễ bảo. "Khụ." Tần Ngôn thấy thế, chỉ biết thở dài. Mỗi lần Mạc Phương Vũ đều chấp thuận ra ngoài gặp người, nhưng đều làm như thế này, Tần Ngôn cũng chẳng có cách nào khác. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến chính sự, chỉ vào Hàn Lập giới thiệu cho Mạc Phương Vũ, nói: "Bình nhi, ta giới thiệu cho con một chút." đây là Hàn Lập Hàn Thế chất là con cháu của một vị trưởng bối có đại ân với di trưởng con đến gặp qua một chút sau này gọi là thế huynh toàn bộ tinh thần của Hàn Lập chú ý vào hành động của Mặc Phương Vũ nhìn thấy nàng ta vừa nghe thấy hai chữ Hàn Lập thì thân hình khẽ run lên một chút lập tức đã hiểu ra đôi chút sau hồi lâu Mặc Phương Vũ mới từ từ ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt rất xinh đẹp Rời phút này khuôn mặt động lòng người đó rất bình tĩnh từ đôi môi anh đào mọng đỏ truyền ra giọng nói nhàn nhạt hàn thế huynh khỏe chứ mặc phương vũ giống như không nhớ đến hàn lập là ai nghe thấy câu chào hỏi của đối phương hàn lập như giật nảy mình vì thấy khuôn mặt xinh đẹp đó cả nửa ngày mới nói được mấy từ thế muội khỏe chứ điều này làm cho đám trai gái trẻ tuổi bên dưới không nhịn được mà thầm cười trộm tần môn lạnh lùng nhìn quanh một lần bên dưới lập tức trở nên im lặng mà hàn lập thì đang ngây ngốc sờ sờ đầu ra vẻ tay chân không biết để làm gì chuyện tiếp theo rất đơn giản Tần Ngôn trước mặt người nhà lạnh lùng tuyên bố, "Từ hôm nay trở đi, Hàn Lập sẽ ở lại Tần phủ một thời gian, hắn sẽ là một trong số ít chủ nhân của Tần phủ. Không ai được xúc phạm đến hắn, nếu không nhất định sẽ bị xử phạt thật nặng." Mấy câu nói này vừa nói ra, tất cả những người của Tần phủ từ trên xuống dưới đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Lúc này, không chỉ có một mình Tam phu nhân là đoán quan hệ thực sự giữa Hàn Lập và Tần Ngôn. Ban đêm, Hàn Lập nằm ở trong phòng ngủ, nhưng hắn chưa ngủ đang nhìn lên nóc nhà, dường như đang có tâm sự. Cốc cốc hai tiếng gõ cửa khe khẽ từ ngoài phòng truyền vào. Hàn Lập cũng chưa hề ngủ, miệng khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười thần bí. Hàn Lập từ từ đứng dậy ra mở cửa phòng, người đang đứng bên ngoài phòng là một cô gái mặc áo choàng, đầu đội mũ. Cô gái vừa thấy Hàn Lập mở cửa phòng, liền lập tức bỏ chiếc rèm che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Đúng là Mạc Phương Vũ ban ngày thấy Hàn Lập mà không thừa nhận. Hàn Lập vừa thấy liền tránh người sang một bên, Mạc Phương Vũ không hề do dự tiến vào. Hàn Lập đứng ở cửa đưa thần thức ra ngoài, phát hiện ở xung quanh không có ai khác, xem ra Mạc Phương Vũ đã rất cẩn thận khi chọn thời điểm. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Hàn Lập vừa quay đầu lại, đã thấy Mạc Phương Vũ không một tiếng động cởi chiếc áo choàng trên người ra, lộ ra thân thể mềm mại đầy đặn. Sau đó nàng không hề khách khí ngồi ở cạnh bàn, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Hàn Lập thở dài một hơi, ngoại trừ khuôn mặt của đối phương, hắn thật sự khó thấy được mối liên hệ giữa một thiếu phụ mê người lạnh lùng trước mặt này với cô gái ôn nhu mê y đạo trước kia. Xem ra mấy năm nay, Mạc Phương Vũ nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện, nếu không sẽ không thay đổi nhiều như vậy. Ta nên xưng hô ngươi là Hàn Sư Đệ hay là nên gọi ngươi là Hàn Thế Huynh? Trong mắt Mạc Phương Vũ hiện lên một tia cảm tình khó mà nhận ra được, khàn khàn nói. Cứ gọi ta là Hàn Lập đi, Phượng Vũ cô nương, Hàn Lập thu liếm tâm thần, từ từ nói. Nghe xong Hàn Lập nói như vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Phương Vũ xuất hiện vẻ thất vọng, nhưng sau đó liền trở lại bình thường nói. Ta không hiểu Hàn Công Tử là một người tu tiên, vì sao lại xuất hiện ở tần gia, ta cũng không muốn hỏi bí mật bên trong. Ta đến đây chỉ có một thỉnh cầu với Công Tử, vì tình thầy trò với gia phụ, giúp Phương Vũ giết một kẻ thù được không? Nói xong những lời đó, Mạc Phương Vũ không còn giữ được vẻ lạnh lùng nữa, khuôn mặt hơi khẩn trương nhìn Hàn Lập, sợ hãi hắn từ chối ngay lập tức. Vẻ mặt Hàn Lập vẫn như bình thường, Vừa không có lập tức chối từ, vừa không đồng ý ngay, mà là cầm lấy ấm trà vừa được mang lên, rót cho Mạc Phương Vũ một chén, rồi mới từ từ nói ra một câu làm cho nàng ta cả kinh. Có phải là muốn để ta giết môn chủ ngũ sắc môn không? Hàn Lập ngồi trước mặt Mạc Phương Vũ, từ từ nói, không nhanh không chậm nhìn khuôn mặt đang giật mình của đối phương. Vẻ giật mình của Mạc Phương Vũ biến mất rất nhanh, ánh mắt nàng nhìn Hàn Lập có đôi chút cổ quái, nửa ngày sau mới chua xót nói. Xem ra Hàn Sư Đệ đã biết chuyện của Mạc phủ, thật đúng là không gì có thể giấu được tai mắt của người ưu tiên các ngươi." Hai câu này của Mạc Phương Vũ mặc dù nói rất nhẹ, nhưng Hàn Lập vẫn nghe thấy đôi chút oán giận, hơn nữa sự oán giận này do hắn mà có. Hàn Lập suy nghĩ một lát, liều hiểu được tại sao đối phương lại như vậy. Vì thế hắn khẽ cười một tiếng rồi mở miệng giải thích. Phượng Vũ cô nương xem ra đã hiểu lầm, tại hạ bất kể nói như thế nào thì vẫn có chút tình thân với Mạc phủ nếu thực sự biết mặc phủ gặp đại nạn cái khác không nói nhưng làm cho vài vị sư nương an toàn lui về an hưởng tuổi già hàn lập này có thể làm được hàn lập nói xong những lời như vậy vẻ mặt rất là chân thành hắn rất ngại mặc phương vũ lại vô duyên vô cớ đi hận hắn mặc phương vũ nghe hàn lập nói thế chỉ ưng một tiếng trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng cũng không biết là do cô gái này là do không tin tưởng vào lý lẽ của hắn hàn lập nhìn thấy vậy nhíu nhíu mày do dự một chút rồi đành nói sự thật với đối phương bởi vì có liên quan đến tu tiên giới, nên hắn vốn không muốn nói cho đối phương biết. Thực ra, những việc đã xảy ra với Mạc phủ là do nha đầu thải Hoàn nói cho ta biết. Cùng cô ấy ở một chỗ còn có tứ sư mẫu của cô ta. Cái gì? Ngươi nói thải Hoàn và tứ nương còn sống? Mạc Phương Vũ nghe một lúc, rất kích động, nàng đứng lên không tin vào điều mình vừa nghe, khuôn mặt trắng bệch thậm chí còn ửng đỏ lên vì hưng phấn. "Đương nhiên là còn sống, các nàng bây giờ ở một nơi rất bí ẩn, cũng không tệ lắm." Hàn Lập nhẹ giọng nói. Thực ra lúc trước sau khi hắn thoát khỏi Yến Linh Bảo, đã từng dò hỏi một chút về tình huống sau khi người của Yến ra phá hủy thành bảo. Kết quả nghe được là cả thành bảo không còn một ai, đám phàm nhân thừa dịp loạn nên chạy thoát khỏi Yến Linh Bảo, mà mẹ con Thải Hoàn cũng không thấy bóng dáng đâu cả. chương 283, Cựu Tình, Hàn Lập nghĩ nếu như nói tin tức hai mẹ con mặc Thải Hoàn cho đối phương, vậy là được rồi. Mạc Phương Vũ hỉ cần biết rằng mình còn có người thân còn sống trên đời đã là đủ rồi có lẽ nàng cũng sẽ không nhắc đến chuyện gặp hai mẹ con mạc thải hoàn dù sao nàng rất hiểu thế sự tiếp theo hàn lập liền nói qua chuyện đã gặp mạc thải hoàn cho đối phương biết khiến cho mạc phương vũ nghe xong chút nữa mừng quá mà khóc mạc phương vũ hiểu rõ với thân phận người tu tiên của hàn lập căn bản không cần phải nói dối một người con gái yếu đuối như nàng đối phương đã khách khí với mình như vậy hơn phần nửa là vì duyên tình gặp mặt năm xưa bởi vậy lúc này mạc phương vũ rất vui mừng chắp hai tay lại trước ngực âm thầm cầu nguyện một lát mới khôi phục bình thường. Tuy nhiên khi đối mặt với Hàn Lập, rõ ràng nàng không còn cần phải lạnh lùng như vậy nữa. Nàng hiểu rất rõ, nếu không được Hàn Lập ra tay giúp đỡ ở Yến Linh Bảo thì hai mẹ con nghiêm thị vẫn bị vây trong khốn cảnh. Cảm ơn Hàn Công Tử đã nói ra tin tức của Thải Hoàn và Tứ Nương. Đây là tin tức rất tốt lần đầu tiên Phượng Vũ nghe được trong 7-8 năm qua mặc Phượng Vũ lấy lại bình tĩnh rồi từ từ nói. Nhưng tiếp theo nàng không đợi Hàn Lập nói gì, liền nhắc lại. Mặc dù hai mẹ con tiểu muội bọn họ không có việc gì. Nhưng giờ hạ lạc của đại tỷ ta và mấy vị di nương đều không rõ, hơn nửa đã trúng độc thủ. Mối thù này Phong Vũ không thể không báo cho các nàng. Nhưng Phượng Vũ sức chói gà không chặt, Hàn Sư Đệ nhất định sẽ giúp ta chứ. Mặc Phương Vũ nói xong những lời này, thể hiện vẻ mặt rất yếu đuối. Hai mắt trong nháy mắt nhòe lệ, hiển nhiên là thương tâm phát khóc. Hàn Lập thấy thế, vuốt vuốt mũi, cảm thấy đau đầu chẳng biết làm sao. Hắn tưởng cho đối phương biết tin tức của mẹ con Mạc Thải Hoàn thì sẽ không nóng lòng báo thù như vậy. Nhưng không ngờ rằng Mạc Phương Vũ vài năm không gặp lại trở nên chấp nhất đến như thế này. Thật ra mà nói, nếu như hắn bảo giết một tên tu sĩ luyện khí kỳ, điều này còn dễ dàng hơn so với việc hắn vô duyên vô cớ đi giết một kẻ phàm nhân. Vì sau khi tiến vào Hoàng Phong Cốc, Hàn Lập cũng đã biết, hơn người châu phủ của Việt quốc sớm đã bị người của Thất Đại phái và một số đại gia tộc chia nhau hết cả. Mỗi một thế lực lớn của thế tục ở trong một châu phủ, chỉ cần có lịch sử lâu đời trên thế gian một chút, đều sẽ có tu sĩ ở nơi bí mật gần đó chú ý đến. Thậm chí còn có được tu tiên phái nào đó ở phía sau giúp đỡ. Lam Châu mặc phủ, độc phách Sơn Trang lúc trước vì là thế lực mới mạnh lên không lâu, cho nên mới chưa tiếp xúc với tu sĩ của tu tiên giới. Nếu không, lúc trước Hàn Lập ám sát tên Âu Dương Phi Thiên của độc phách Sơn Trang, đã không dễ dàng thành công như vậy, còn không bị ai truy cứu việc này, nhưng ngũ sắc môn thì khác, môn phái này đã hưng thịnh từ hơn trăm năm trước, cũng tính là có niên đại rất lâu đời. Mà Lam Châu lại là địa bàn của Linh Thú Sơn mà thất đại phái thừa nhận. Hơn phần nửa sau lưng còn có cái bóng của Linh Thú Sơn. Cho nên Mạc Phủ vừa mới tiếp xúc với đối phương, đã bị đại bại. Hàn Lập là đệ tử của Hoàng Phong Cốc, vô duyên vô cớ tiêu diệt một vị đầu mục được biệt phái xuống đỡ đầu của thế tục, điều này chỉ sợ không dễ dàng như trước kia. Tuy nhiên, gần đây người trong ma đạo đang lẻn vào Việt Quốc tiến hành phá hoại thế tục giới. Đây đúng là một cơ hội đục nước béo cỏ rất tốt. Nếu như ra tay lúc này, chỉ cần thật cẩn thận, thì sẽ không gặp phiền toái. Hàn Lập nghĩ như thế nhưng ngoài mặt không lộ ra một chút nào, đứng dậy đi lại quanh phòng vài vòng. Hắn sau khi suy nghĩ một phen, mới dương mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Phương Vũ, bình tĩnh nói. Phượng Vũ cô nương, theo lý thuyết thì yêu cầu này không thể đáp ứng, vì nó sẽ mang đến cho ta rất nhiều phiền toái. Nhưng, tình hình gần đây của tu tiên giới có chút đặc biệt, làm cho không thể nói là một chút cơ hội đều không có. Như vậy đi, sau này có cơ hội, ta có thể thử diệt trừ môn chủ ngũ sắc môn. Nhưng nếu chuyện thực sự không thể làm được, phòng vũ cô nương nên quên suy nghĩ báo thù này đi. Mạc Phương Vũ nghe Hàn Lập nói vậy, lập tức mừng đến phát khóc. Khuôn mặt kiều diễm càng thêm xinh đẹp, mỹ nhân, khiến cho Hàn Lập nhìn đến thất thần. Năm đó khi mới gặp gỡ Mạc Phượng Vũ, hắn đối với vị nhị tiểu thư xinh đẹp động lòng người của mặc phủ này cũng đã có động tâm. Đến nay đối phương vẫn cho hắn cảm giác ấm áp động lòng người đó, hoặc là do ký ức trỗi dậy, làm cho hắn cảm thấy lưu luyến. Có thể xem như là hắn lần đầu tiên động đến tình yêu nam nữ. Lời hứa hẹn cũng không lớn lao gì, cho dù là đối với Mạc Phượng Vũ cũng là một lần cảm tình. Hàn Lập nghĩ như vậy, trên biểu hiện thần sắc vẫn như thường, hắn cũng giữ lại phần tình cảm này sâu trong lòng, không để lộ ra ngoài. Mà Mạc Phượng Vũ rốt cục từ sự hứa hẹn của hàn lập cũng đã vui mừng phục hồi tinh thần lại vẻ mặt hưng phấn cảm kích cái gì cũng không nói nhưng lại tiến tới vài bước tới trước mặt hàn lập dùng đôi môi mềm mại khẽ chạm lên khuôn mặt của hàn lập sau đó có chút ngượng ngùng còn mang chút mê mang nói có lời hứa này của hàn sư đệ cho dù không thể giết được người nọ phượng vũ cũng cảm kích vô cùng nói xong thiếu phụ liền yên lặng mặc lại áo khoác vội vàng rời khỏi phòng của hàn lập hàn lập sờ sờ trên mặt vừa bị hôn qua vẻ mặt có chút khổ quái không bao lâu liền ngồi xuống chống cằm, chìm vào trong trầm tư. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập từ trong đả tọa luyện khí tỉnh lại, nghĩ đến sự tình phát sinh đêm qua, trong lòng không khỏi có chút thở dài. Nếu Mạc Phượng Vũ cũng có linh căn, hắn nhất định dẫn nhập làm môn hạ của Hoàng Phong, kết làm đạo hữu cộng tu. Hàn Lập nghĩ như vậy, liền rửa mặt ra khỏi phòng. Hắn chuẩn bị trước tiên làm quen với địa hình tần trạch một chút, sau mới lo đến những việc khác. Nhưng không nghĩ đến, hắn vừa ra đã phát hiện tại Tần Bình đang đứng cười hì hì ở ngoài sân. Vị này thấy Hàn Lập kinh ngạc, liền đi trước một bước giải thích. Tại hạ phụng mệnh lão ra tạm thời đảm đương mọi việc bên cạnh thiếu gia, về sau Hàn thiếu gia có việc gì thì cứ nói, cứ phân phó một tiếng là được. Tần Bình cùng Hàn Lập nói chuyện thì vẻ mặt cung kính còn mang theo chút hưng phấn. Vị này suy nghĩ phi thường đơn giản, vị Hàn thiếu gia này tuy đến từ nơi khác, con người xem ra cũng bình thường, nhưng trong mắt lão gia thì lại có 10 phần phân lược, chỉ một chút này cũng đủ cho hắn xu nịnh rồi. Càng huống chi, nếu có thể làm cho vị thiếu gia này vui lòng, nói không chừng còn làm cho lão gia vui vẻ. Tần Bình vỡ nghĩ, vừa đánh cái bản tính nhỏ bên mình, trong lòng còn thật khinh khi nghe nói muốn đưa vị thiếu gia nhà quê này lên làm trưởng, thật là một chuyện ngu ngốc. Tần Bình hắn sớm đã nghe nha hoàn bên người phu nhân nói, vị này 89 phần 10 là con tư sinh của lão gia. Chỉ cần lão gia còn trên đời một ngày, thì làm sao bạc đãi vị thiếu gia này chứ? Mà đưa vị hàn thiếu gia này lên làm trưởng, khẳng định cũng là chuyện gây sóng gió. Việc này có thể khẳng định tam phu nhân cũng phải lo lắng rất nhiều. Hàn lập tự nhiên không biết tâm ý chân thật của người này, lại nghĩ tần ngôn thật hiểu ý, biết mình đối với tần trẻ có chút lạ lắm, lập tức phái đến đây một người dẫn đường. Thật sự là đúng lúc, hàn lập nghĩ như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, trực tiếp nói với tần bình. Ta chưa bao giờ thấy qua nơi nào nhà cửa như vậy, cũng đang muốn đi xem một chút, người đi theo giúp ta. Vâng, thiếu gia, Tần Bình thấy mình vừa đến đã có việc, lập tức tinh thần phấn chấn ứng tiếng đáp. Cứ như vậy, Hàn Lập dưới sự dẫn đường của Tần Bình, bắt đầu di một vòng quanh Tần Trạch. Tuy nhiên cũng có một số nới dành cho nữ ở, cũng không tiên cho Hàn Lập đến gần xem, cũng chỉ đứng ở xa xa mà chỉ điểm, cũng không dám tới nói gì. Dù sao những lời của Tần Ngôn hôm qua, cũng truyền đi cả Tần Phủ. Đây là phúc quý viện của nhị gia, bên trong trừ nhị lão gia gia, còn có hai vị công tử của nhị gia, mà bên cạnh, tần bình này dẫn đường rất tốt chẳng những tên gọi của mỗi nơi đều nói cho hàn lập biết còn đem chủ nhân ở trong nhất nhất nói ra làm cho hàn lập âm thầm nhớ kỹ nhưng khi nói tới chỗ ở của biểu tiểu thư mặc phượng vũ hàn lập thần sắc vừa động nhìn kỹ căn lầu này một tí rồi thần sắc như thường rời đi không lâu sau cả khu tần trạch đều được hàn lập xem qua một lần nhưng hàn lập tựa hồ vẫn chưa tận hứng cuối cùng lại bảo tần bình trực tiếp dẫn hắn ra khỏi tần trạch dẫn hắn đến một số chỗ náo nhiệt của Việt Kinh, tiếp tục đi dạo. Thực làm cho Tần Bình phải tiếp tục không ngừng giải thích cho hắn. Đi đến một số khu đông vui cùng thắng cảnh nổi danh của Kinh Thành thì cũng đã mất một buổi sáng. Vẻ mặt cao hứng phấn chấn của Tần Bình kia sớm đã không thấy đâu nữa. Hắn lúc này, thiểu não đi ở sau Hàn Lập, vẻ mặt như quả mướp đắng. Cho dù lai like ai phải đi bộ mấy canh giờ, chân đã mỏi như, còn phải không ngừng mở miệng giải thích, chỉ sợ đều có vẻ mặt như thế. Điều này làm cho Tần Bình lần đầu xuất hiện hoài nghi, bản thân có phải là chọn sai chủ rồi không? chương 284, Tư Ngữ Tần Bình mặc dù là hạ nhân của Tần Phủ, nhưng bình thường nếu ra ngoài mà đi xa đều đi xe. Đi bộ lâu như vậy, chưa bao giờ có. Quả thực là gây sức ép không nhỏ cho hắn. Tần Bình chỉ cảm thấy hai gót chân như đang phồng lên, đau đớn như bị kim châm vậy. Mà vì phải nói từ sáng sớm đến giờ, nên giọng cũng khàn khàn khó chịu nhưng mà hắn nhìn thấy vị chủ mới của mình vẫn còn rất hưng phấn tiến đến trước một cửa hàng nhỏ bán đồ sứ hết nhìn đông lại nhìn tây lại đành phải nhăn mặt đau đớn đi tới miễn cưỡng theo sau dù sao chủ còn chưa kêu mệt một kẻ hạ nhân như hắn sao dám kêu khổ chứ ta hơi đói rồi có phải là nên tìm một chỗ nào đó ăn chưa không khi tần bình vừa chạy đến bên cạnh hàn lập thì thấy hàn lập quay lại nói một câu rất thành thật nhất thời làm tần bình kích động kêu đồng ý mấy tiếng liền liền rất ân cần đề nghị đến một tử lâu nhỏ cách đó không xa dùng cơm là được phóng đại mấy món ăn nổi tiếng của quán đó lên cao vút hàn lập trong lòng hơi buồn cười nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ của một người chủ hiền lành lúc này đi theo tần bình đang không đợi được nữa đi vào một tử lâu hai tầng không quá lớn lầu một là dành cho khách bình thường đến ăn cơm lầu hai mới là nơi dùng cơm của người có địa vị và thân phận một chút tần bình tự nhiên sẽ không làm hàn lập ăn ở lầu một tuy nhiên vẫn chú ý đến ý của vị chủ này khách ở lầu 2 cũng không có nhiều lắm, chỉ có 3 bốn bàn mà thôi. Có một bàn, lại có ba nam, hai nữ ngồi có vẻ như đang đối ẩm, thật sự hơi khiến người ta sốc. Khi Hàn Lập bước vào lầu này thì tự nhiên cũng nhìn thấy bàn đó vào trong mắt. Vừa thấy làm cho Hàn Lập dùng mình, bởi vì năm người nam nữ này tất cả đều là tu sĩ luyện khí kỳ có công pháp trụ cổ trên cấp 10, thật không tầm thường chút nào. Là người của ma đạo Lục Tông, Hàn Lập đầu tiên nghĩ đến như vậy, hắn lập tức thu liếm linh khí quanh người. Hàn Lập vận dụng dẫn khí thuật mà chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể học được, thu linh khí của mình vào trong cơ thể. Cứ như vậy, trong mắt đám tu sĩ kém mình đến bảy cấp này thì Hàn Lập không khác gì so với một phàm nhân bình thường. "Thiếu ra, mời ngồi bên này." Tần Bình cố nén chân đau, dẫn Hàn Lập đến trước một cái bàn cạnh cửa sổ, còn dùng ống tay cẩn thận lau lau cái ghế vài cái, rồi mỉm cười mời Hàn Lập ngồi xuống đó. Hàn Lập ra vẻ ngượng ngùng, vội vàng bảo Tần Bình cũng ngồi xuống lần này tần bình không khách khí quá nhiều sau khi chối từ vài câu liền thành thật ngồi xuống hai chân hắn thật sự đau cũng bất chấp tôn ti thân phận ngồi xuống cũng may là vị hàn thiếu gia này mới tiến kinh cũng không truy cứu việc này vừa thấy hai người bọn họ ngồi xuống điếm tiểu nhị liền khóe léo đi lên cung kính hỏi hai vị khách quan muốn dùng gì bổn điếm có vài món ăn rất nổi tiếng mang lên một bàn rượu và thức ăn rất ngon rồi đem các món ăn nổi tiếng của các ngươi mỗi món một phần phải dùng đồ tốt nhất, công tử của ta chính là thiếu gia của tần phủ tần bình biết Hàn Lập khẳng định không biết gọi món ăn, liền chủ động thay Hàn Lập gọi. Hơn nữa sau khi hắn nhắc đến tần phủ, thần khí cả người ngay lập tức hiện lên. Quả nhiên chiêu bài tần phủ rất nổi tiếng, sau khi điếm tiểu nhị nghe thấy, lập tức cúi người liên tục gật đầu, càng thêm nịnh hót vạn phần, vội vàng lui xuống gọi rượu và thức ăn mang lên. Hàn Lập không có tâm tư gì để mà nhìn vẻ uy phong của tần bình mà toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào đám tu sĩ ở trên bàn cách đó không xa. Nhưng khiến cho hắn kỳ quái là, hắn luôn có cảm giác một gã lam y nhân hơn 30 tuổi trong đó nhìn có vẻ quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó. Nhưng nghĩ mãi, lại không có chút đầu mối nào, tuyệt đối không phải người quen thuộc. Những tên nam nhân trong mấy người đó, ngay cả lam y nhân mà Hàn Lập nghĩ là quen mật, tất cả đều mặt mày buồn bã cúi đầu uống rượu, mà hai nữ nhân hơi có chút sắc kia thì mắt đang đăm đăm nhìn vào bàn đầy rượu và thức ăn kia, căn bản chẳng động đũa gì cả, dường như chẳng thấy ngon miệng. Theo bộ dáng của bọn họ thì thấy, dường như đang gặp phải chuyện phiền toái không nhỏ, thật không không quá giống đám tu sĩ ma đạo lẻn vào Việt Quốc. Mà tên Lam Y Nhân cũng xem như một người ít tuổi trong những người này, trừ một nữ nhân khoảng hơn 20 tuổi, thì tính hắn là trẻ nhất. Thiếu ra, đồ ăn đã đến, người dùng trước đi lúc này, bên tai Hàn Lập truyền đến giọng nói cung kính của Tần Bình. Điếm tiểu nhị rất nhanh nhẹn mang đồ ăn lên, biến thành một bàn đầy thức ăn. A à a, à, cùng dùng đi Hàn Lập hơi cười ngược, hé miệng lộ ra hàm trăng trắng tinh. Tiếp theo Hàn Lập không hề khách khí gắp một miếng lớn, đưa dùng miệng dùng sức nhai. Nhưng trên thực tế, hắn lặng lẽ thả thần thức ra, cẩn thận quan sát mọi cử động của vài tên tu sĩ. Khi Tần Bình thấy Hàn Lập đã bắt đầu ăn, thì mình cũng động đúa, thì một lão già mặt đen lớn tuổi nhất trong đám tu sĩ ở bàn bên kia ngừng uống rượu, đột nhiên mở ra cách âm cháo vô hình bao mấy người bọn họ ở bên trong, rồi mới mở miệng nói. Mọi người ăn thứ gì đi, một khi mạng đã rơi vào trong tay người khác, mông sơn ngũ hữu chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bất kể như thế nào, kết cục không phải là thần phi phách tán thì vẫn tốt hơn so với những người khác nhiều. Mặc dù có tác dụng của cách âm cháo, hơn nữa giọng nói của lão già mặt đen cũng không lớn nhưng Hàn Lập vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Pháp thuật cách âm mà tu sĩ luyện khí kỳ thi triển, đối với thần thức kinh người của Hàn Lập thì chẳng khác gì không có. Chẳng qua, mấy lời này của lão già làm cho Hàn Lập biết có trò hay để xem, có thể âm thầm nghe được một ít bí ẩn. Có lẽ lời khuyên của lão già áo đen có tác dụng, hai nữ nhân kia rốt cuộc cũng ăn vài miếng thức ăn. Nhưng nhìn bộ dạng không yên lòng của các nàng, thì 89 phần 10 là ăn không có vị gì. Đại ca, chúng ta từ nay về sau thực sự để mặc bọn họ sắp đặt sao? Thật sự nếu không được, thì chúng ta có thể lén báo cho người của thất đại phái, bọn họ nhất định có thể thu thập được những người này tên Lam Y Nhân sau khi uống hai ngụm rượu lớn, vẻ mặt có vẻ ác độc nói. Khổ, tứ đệ, việc này đâu có đơn giản như vậy. Lão già áo đen khẽ lắc đầu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Nghe thấy những lời đó của lão già, một nữ nhân áo trắng trẻ tuổi nhất không nhịn được hỏi tiếp. Đại ca, vì sao không được? Người của thất đại phái không muốn tiêu diệt những tên xấu xa này sao? Phải biết rằng đồng đạo ở Việt quốc trước sau có ít nhất mấy trăm người rơi vào tay bọn họ. Nữ nhân áo trắng nói ra như vậy, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Một nam một nữ tuổi hơi nhỏ nói nặng lời, mà một nam một nữ hơn 40 tuổi còn lại thì nhìn nhau cười khổ không nói gì. Xem ra, hai người bọn họ hiểu được băn khoăn của lão già áo đen. Hàn Lập nghe đến đây, cảm thấy hơi kinh ngạc, nghĩ rằng mơ hồ đã bắt được một chuyện rất quan trọng. Nhưng trên mặt hắn vẫn ra vẻ bình thường, liên tiếp gắp thức ăn ăn, khiến cho tên Tần Bình ở bên cạnh cho rằng Hàn Lập ăn rất ngon miệng. Mặt Hàn Lập hơi cười cười, dường như thấy cử động của mình không ổn lắm, liền chậm lại tốc độ gắp thức ăn. Đồng thời, lão già mặt đen ở bên kia thở dài một tiếng, liền bắt đầu giải thích cho tên Lam Y Nhân và nữ tử áo trắng. Thực ra dù chúng ta có cầu viện thất đại phái, căn bản chẳng có tác dụng gì. Đầu tiên, thất đại phái bây giờ bị vây ở tình trạng nào, mấy người tán tu chúng ta đều hiểu rõ cho dù bọn họ dồn toàn lực thì có thể ngăn cản sự xâm nhập của ma đạo hay không cũng là một chuyện không rõ ràng đâu thể nào rút người ra giúp mấy tên tán tu chúng ta chứ phải biết rằng trong mấy kẻ xấu đó có tu sĩ trúc cơ kỳ tu sĩ bình thường đến căn bản chẳng có tác dụng gì nếu không năm người chúng ta sao lại bị người ta bắt nhanh như vậy tiếp theo cho dù người của thất đại phái thực sự có tình cảm đồng đạo nguyện ý phái người đến tiêu diệt bọn họ nhưng mọi người không được quên những người này đều đeo mặt lạ không lộ hình dáng bao giờ dù là khi bắt chúng ta đợi ở nơi đó cũng là một gia phá miếu tùy ý chọn được mà thôi căn bản không biết ra tay ở đâu càng không cần phải nói trên người ta còn có cấm chế cổ quái mà bọn họ thi triển nếu không được bọn họ thi triển thì chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết mà ngươi có dám khẳng định người của thất đại phái nhất định sẽ giải trừ được cấm chế của chúng ta không phải biết rằng một khi đối phương dám yên tâm để chúng ta rời đi như vậy thì mấy cái cấm chế này khẳng định có điểm đặc thù Tuyệt đối không dễ phá giải như vậy." Lão già mặt đen càng nói mày nhíu càng sâu, nói xong liền ngay cả mình cũng hơi nhược trí, "Nhưng chúng ta phải trợ trụ vi ngược sao? Đi giúp bọn chúng hãm hại những tu sĩ khác sao?" Nữ nhân áo trắng mặt tái nhợt nói, hiển nhiên rất không muốn làm như vậy. "Ngũ muội, giống như lời đại ca nói, bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, cũng may thời gian trùng đủ dài." Hy vọng đến lúc đó Mông Sơn Ngũ Hữu chúng ta có thể nghĩ được cách thoát thân tốt nhất một vị hán tử cao gầy hơn 40 tuổi nói lời an ủi. Nhưng mấy người này đều biết, lời ấy chỉ là an ủi mà thôi, căn bản là để dối gạt mình. Hai ngày nay đều không nghĩ được biện pháp gì, thì mấy tháng sau có thể có phương pháp giải thoát tốt hơn sao? Nên sau khi nói cho hết lời, mấy người này lại yên lặng không còn gì để nói, khuôn mặt buồn bã trở lại trong lòng mấy người. Chương 285, Lãnh Mạc giữ giao ngôn. Hàn Lập nghe đến đây đã hiểu được sơ qua, điều mà mấy người này nói là về chuyện ở tu tiên giới Việt Quốc mấy năm nay liên tục có tu sĩ mất tích. Những người này giống như bị những tên sau màn bắt được, nhưng sau khi uy hiếp lại thả ra. Nghe khẩu khí của bọn họ thì bọn họ bị người khống chế, ép làm chút việc hại người. Các ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã phán đoán ra việc này không dây vào là tốt nhất. Dù sao những kẻ sau màn khiến nhiều tu sĩ như vậy mất tích mà đến tận hôm nay vẫn chưa tiêu diêu tử tại chưa bị phát hiện ra, chứng tỏ những người này rất giảo hoạt, tuyệt đối không hề tầm thường. Hơn nữa một khi đã có thể khống chế được tu sĩ trúc cơ kỳ, vậy thì nói không chừng còn có tu sĩ kết đan kỳ giấu phía sau. Mình chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ, ở cái biến cố này, không cần trúc hỏa vào thân làm gì. Hàn Lập đã có quyết định trong lòng, liền lập tức thu thần thức trở về, không hề quan tâm đến đám tu sĩ này nữa. Những người này mặc dù đen đủi và đáng thương, nhưng hắn chẳng thân thích gì với bọn họ. Nên hắn chẳng dại gì mạo hiểm quản việc của bọn họ. Chỉ có thể để bọn họ tự cầu phúc thôi. Hơn nữa thất đại phái bây giờ giống như lời mà lão già mặt đen phân tích đang toàn lực đối kháng với người trong ma đạo, căn bản không thể nào phân thân được. Cho dù Hàn Lập giúp họ báo tin, thì hơn phân nửa thất đại phái cũng chẳng quản đến việc này. Hàn Lập chỉ có thể lạnh lùng nghĩ như vậy. Một khi đã không cần phân thần nghe chuyện người khác, Hàn Lập càng thả lỏng tâm tư ăn cơm chỉ thi thoảng làm ra vẻ như đang tò mò chỉ vào mấy thứ kỳ lạ bên ngoài cửa sổ hỏi tần bình cái này cái kia tần bình đương nhiên miệng năm miệng 10 giải thích không ngừng cho hàn lập kể từ đó cả bàn thức ăn hơn phân nửa vào trong bụng hàn lập làm cho tần bình lè lưỡi mà nhìn thầm nghĩ vị thiếu gia này của mình chẳng những có tinh lực hơn người mà sức ăn cũng không nhẹ lúc này đám tu sĩ bàn bên kia đã đứng dậy đi xuống lầu bộ dạng lúc rời đi hàn lập thấy rõ đều là vẻ mặt ủ rũ cúi đầu mà đi xem ra ngay lập tức bọn họ không thể nghĩ ra được phương pháp gì tốt cả. Nhìn thấy điều này, Hàn Lập ăn thêm vài miếng lớn, rồi để Tần Bình gọi người đến tính tiền. Nhưng Tần Bình chỉ cười hì hì, lấy một tấm yêu bài của Tần Bình trên người ra, huynh hoang đi xuống lầu. Chỉ trong chốc lát, hắn liền lên lầu bẩm báo với Hàn Lập. Thiếu ra, ta đã đặt yêu bài ở đây, bảo tên trưởng quầy cuối tháng đi đến phủ chúng ta tính tiền là được. Tiền cơm không cần chúng ta phải bỏ tiền, thiếu gia của Tần Phủ, mỗi tháng đều có một hai trăm tiền chi phí có thể báo về phủ. Ta đã ghi tiền cơm với tên của thiếu gia. Hàn Lập nghe thấy hơi ngạc nhiên một chút, cảm thấy tần phủ thật xa xỉ. Nhưng trên mặt lại thể hiện vẻ mờ mịt lúng túng, rồi đứng dậy mang theo tần bình xuống lầu. Buổi chiều, Hàn Lập không tiếp tục đi bộ nữa, mà được tần bình giáo huấn liền đề nghị một chiếc xe ngựa, ngồi trên xe đi một vòng quanh mấy nơi quan trọng của Việt Kinh. Mặc dù còn có rất nhiều nơi chỉ ở ngoài nhìn, nhưng đại khái địa hình nơi đây Hàn Lập đã có ấn tượng ban đầu. Đến tối muộn, Hàn Lập mới tận hứng trở về tần phủ. Lần này tên tần quý canh cửa đợi Hàn Lập xuống xe liền vội vàng chạy ra khỏi cổng, rất ân cần với Hàn Lập. Hắn sợ vị thiếu gia mới xuất hiện này còn tức hắn chuyện có mắt không chồng hôm qua. Hắn muốn ấn tượng của vị thiếu gia này đối với mình phải thay đổi mới được. Hàn Lập sao còn nhớ đến cái chuyện hôm qua ở trong lòng chứ, sớm đã vứt ra khỏi đầu rồi. Trong đầu hắn lúc này đều là nghĩ đến làm thế nào để đảm bảo an toàn cho tần phủ. Nếu mà không được, thì ít nhất phải bảo vệ được tính mạng của tần ngôn, nếu không thì lúc trở về không biết ăn nói sao với Lý Hóa Nguyên. Nghĩ như vậy, Hàn Lập đã có chủ ý, ân tâm tiến vào tần phủ. Buổi tối, Hàn Lập không kiêng rẻ bất cứ ai, trực tiếp tìm đến vị tần thúc của mình. Sau khi cùng với tần ngôn bàn bạc một lát trong mật thất rồi mới cao hứng đi về. Mà bắt đầu từ ngày thứ hai, mọi người quan hệ một chút với tần ngôn đột nhiên xuất hiện, bên cạnh tần ngôn mỗi khi ra ngoài đều có thêm một người thanh niên lạ lắm hơn nữa từ khẩu khí thì không giống người bản địa của Việt Kinh. Mà Tần Ngôn lại rất nhiệt tình giới thiệu người thanh niên này cho mỗi một người quen biết, nói là hậu bối của một vị trưởng bối, để những người bạn tốt biết. Mấy người quen biết với Tần Ngôn, không phải đại quan quý nhân, thì cũng là cự thương hào phú. Mặc dù đều thấy rằng người thanh niên này nửa bước không rời khỏi người Tần Ngôn có chút kỳ quái. Nhưng sau khi thám thính chi tiết của Hàn Lập, mấy lão già gian xảo như bọn họ tự nhiên đều thể hiện ra phong cách của một vị trưởng giả nhân từ. Cuối cùng Hàn Lập đã lần đầu tiên được tiếp xúc với tầng lớp thượng tầng của Việt Kinh. Thời gian nháy mắt trôi qua đã hơn 2 tháng, Hàn Lập dường như đã thực sự trở thành thiếu gia của Tần phủ, chẳng những có đãi ngộ giống như con cái của Tần Ngôn. Hơn nữa bây giờ Tần lão gia bất kể là kinh doanh hay là tiếp khách, hắn đều không ngoại lệ mang Hàn Lập đi theo bên người, có vẻ như muốn bồi dưỡng Hàn Lập vậy. Kể từ đó, lời đồn Hàn Lập là con riêng của Tần lão gia rất nhanh truyền ra bên ngoài Tần phủ, biến thành lời đồn của các thế gia quen biết với Tần gia. Nhưng Tần Ngôn không hề để ý đến mấy cái lời đồn này, hoàn toàn làm ra vẻ các người đoán như thế nào thì các người chịu. Điều này càng khiến cho mọi người càng nhất trí với phán đoán này. Kết quả khiến cho một ít đệ tử thiếu ra không nhịn được nữa, không biết là do trưởng bối bảo, hay là do tự cho mình hơi thông minh một chút, muốn khích bác hàn lập một chút để xem tính chân thực của lời đồn. Nhưng trước cái bộ dạng làm ra vẻ ngốc nghếch cái gì cũng không biết của hàn lập, những người này đều phí công vô ích. Lâu dần, những người trong tần phủ rốt cuộc xác nhận thân phận thiếu gia tần phủ của Hàn Lập. Cho rằng việc tần ngôn sủng ái Hàn Lập như vậy, chỉ là muốn bù đắp chút ái lấy trong lòng mà thôi. Mặc dù vài công tử và tiểu thư của tần gia vốn được tần ngôn sủng ái, nên cảm thấy khó chịu về điều này. Nhưng bị tần lão gia áp chế, nên không dám động tay động chân gì với Hàn Lập, nên chỉ có thể vuốt vuốt mũi tạm thời nín nhịn mà thôi. Chẳng qua, bọn họ đã chửi sau lưng tên Hàn Lập quê mùa này không ít lần. Nhưng mà những người này không biết, buổi tối khi hàn lập ở trong phòng tu luyện công pháp thì đều dùng thần thức bao phủ cả tần phủ mặc dù thời gian mỗi lần không dài nhưng cũng đủ để phát hiện bí mật của rất nhiều người những câu nói khó chịu của những người đó hàn lập nghe rất rõ ràng hàn lập sẽ không so đo với mấy đứa trẻ còn chưa giáo máu đầu này nhưng trưởng bối của bọn họ còn có mấy người đang âm thầm cân nhắc làm cho hắn bị thất sủng điều này khiến hàn lập chẳng còn gì để nói hắn tự nhiên sẽ không so đo với mấy tên phạm nhân này làm gì nhưng nếu người trong ma đạo đột nhiên đến đây tập kích, thì thứ tự bảo vệ mấy người này sẽ bị hắn xếp xuống hàng cuối cùng. Đây có thể coi như chút trả đũa nhỏ của Hàn Lập đi. Ngày hôm đó, Tần Ngôn lại ra ngoài ăn tiệc, lần này người mời hắn không phải là nhân vật nhỏ, mà là một vị vương gia đương chiều mời thiếp. Nghe nói một vị ái phi của vương gia này bị bệnh vừa khỏi, nên mới mở đại tiệc, mời một vài người có danh vọng đến chúc mừng một phen. Tần gia ở kinh đô mặc dù không phải hào thương giàu có nhất, nhưng nói về thực lực tổng hợp và ảnh hưởng thì tuyệt đối có thể đứng ở một trong ba vị trí dẫn đầu tự nhiên thiếp mời cũng có phần của tần gia hơn nữa không phải chỉ có mình tần ngôn đến còn chỉ danh muốn mời vài vị công tử giao lưu rộng rãi của tần gia và vài vị tài nữ cùng đi đến nghe nói là do tiểu vương gia quen biết bọn họ đặc biệt mời tần ngôn chẳng biết làm thế nào đành phải cho mấy tên vãn bối này đi cùng mấy tên tiểu bối biết được tin tức này trong lòng rất vui mừng phải biết rằng từ khi tần ngôn biết tần gia đang gặp nguy cơ, liền không để cho đám hậu bối ra ngoài trong thời gian này. Chẳng may bị đám người ma đạo mà Hàn Lập nói gặp phải, không phải đại họa trước mặt là gì. Cho nên hai tháng qua tần lão ra tùy tiện tìm một cái cỡ, liền cấm thúc đám tiểu bối này trong phủ. Điều này khiến cho đám thiếu gia, tiểu thư của tần gia âm thầm kêu khổ không thôi. Càng làm cho bọn họ căm thức hơn là, Hàn Lập rõ ràng không lớn hơn ho mấy tuổi, nhưng mỗi ngày đều có cơ hội đi theo tần ngôn đi sớm về muộn, lại làm ra vẻ rất vui mừng hớn hở điều này càng khiến cho mấy người này kêu bất bình hôm nay có cơ hội này mấy tên tiểu bối tần ra tự nhiên hưng phấn đi cùng hình vương đây là vị vương gia phát thiếp mời cũng là một trong những người huynh đệ của đương kim quốc vương việt quốc nghe tần ngôn nói vị này mặc dù là người trong hoàng thất nhưng bản tính hào sảng giao du rất lớn chẳng những là các đại quan hào thương cự phú hắn còn nguyện ý kết giao với những kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ không ít Đương nhiên vì tránh bị hoài nghi, nên ông ta cũng không dám kết giao nhiều. Nhưng dù như vậy, thanh danh của vị vương gia này trong dân chúng Việt Kinh không hề nhỏ, hơn nữa danh tiếng cũng rất tốt. Hàn Lập nghe đến đó thì đã có ấn tượng đại khái với vị vương gia này. Còn là người như thế nào, đương nhiên hắn phải dùng hai mắt xác nhận một chút. Dù sao trên đời này có không ít đại nhân vật bề ngoài thì có thanh danh rất tốt, nhưng thực tế thì lại xử sự như những tên vô lại. Chương 286, Vương phủ Phương phủ cũng không phải ở trong phạm vi hoàng thành mà được xây dựng ở Nam khu. Mấy người Hàn Lập đi mất một canh giờ mới tới đầu phố Nam khu. Phong cách nhà cửa của Nam khu và Đông khu rõ ràng là không giống nhau, đa phần đều là kiến trúc đô thị. Người ở đây, quan chức lớn nhỏ, địa vị cao thấp, chỉ cần nhìn quy mô nhà cửa lớn nhỏ liền biết rõ ngay. Nhà cửa ở đây đều do quan phủ xây dựng nên, phân định nghiêm khắc theo cấp độ và tước vị cao thấp của các quan viên. Bất kể là ai cũng không dám tùy ý sửa chữa cải tạo, nếu không sẽ mắc tội vi phạm quy chế. Còn Hinh Vương là hoàng thân quốc thích, lại có vương tước nên quy mô nhà cửa tại Nam khu này đương nhiên phải là số 1, số 2. Diện tích phủ đệ còn rộng gấp dưới so với tần trạch, có thể xưng là lớn chưa từng thấy. Khi xe ngựa dừng lại trước Hinh Vương phủ, Hàn Lập nhìn thấy phủ đệ lập tức cảm nhận được khí thức phú quý, vinh hoa của thế tục giới. Cửa phủ cao khoảng 5, 6 trượng, rộng 3, 4 trượng, được bao bọc bằng đồng vàng rất dày trên mặt cửa còn khảm hơn 10 cái đinh rất lớn khiến cho đại môn càng có cảm giác cực kỳ hoa quý. Còn bậc thang cao tới gần một trượng ở hai bên có đặt một bức tượng sư tử bằng đồng vàng rất dữ tợn, toàn thân lấp lóe, trông rất bắt mắt. Nhưng điều khiến mọi người cảm giác hình vương phủ uy nghiêm chính là 16 gã cấm binh ăn mặc chỉnh tề đứng ở bậc thang ngoài cửa phủ. Những người này là do hình vương đặc ý lấy từ cấm vệ doanh hoàng thành, phòng khi có người gây ra phát sinh ngoài ý muốn. Tổng quản hình vương phủ là một tiểu lão đầu, đang thay thế chủ nhân Hình Vương ra đứng trên bậc thang, cười đón các khách nhân, không dám bỏ sót bất cứ vị khách nào. Trước phủ lúc này đang đậu hơn 10 xe ngựa lớn nhỏ, gần như chiếm toàn bộ khu đất trống trước phủ. Trên bậc thang bằng đá xanh lớn trước cửa, có năm, sáu người khách vẫn chưa vào phủ, đứng đó Hàn Huyên. Nhìn cách ăn mặc hoa mỹ, động tác tao nhã, xem ra đều là nhân vật có thân phận không thấp. Nhìn thấy hết thảy, Tần Ngôn chỉnh lại quần áo xong xuôi mới xuống xe. Hàn Lập kinh hãi liếc nhìn xung quanh, phát hiện có người tu tiên, liền cũng thở nhẹ một hơi, nhảy xuống. Mấy tên thiếu gia và tiểu thư tần ra từ lúc xe ngựa dừng cương liền lập tức nhảy xuống. Bọn họ đứng trước phủ, hưng phấn nghị luận gì đó. Hàn lập nhìn những tân khách còn lại trên bậc thang, phát hiện ngoài nhóm tiểu bối tần phủ thì những khách nhân khác đều ít nhiều mang theo con cháu đến. Chẳng lẽ đều là do tiểu vương gia kia mời tới, hay mấy người trẻ tuổi này tụ tập chỉ cơ bản là lấy danh nghĩa đến hình vương phủ. Hàn lập suy nghĩ, thấy không hiểu, liền liếc mắt nhìn tần ngôn. Chỉ thấy hắn cũng cao mày, hiển nhiên việc này có chút ngò ai ý muốn. Ra ra, chúng ta vào vương phủ đi, tiểu vương ra bọn họ đang chờ chúng ta đó. Một tần gia công tử khoảng 10 sau, 17 tuổi thấy lão già đứng cạnh xe ngựa vẫn không đi, không khỏi có chút kích động trước những huynh đệ khác. Một người lớn gan tiến lên nói câu này, nhưng vẫn sợ bị tần ngôn mắng. Ừm, biết rồi, tất cả mọi người hãy tiến vào đi. Việc gã kia không ngờ chính là Tần ngôn nghe thấy vậy liền gật đầu đồng ý. Điều này khiến cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh, không khỏi hưng phấn quay về với đám đồng bối. Nhưng không đợi Tần ngôn mang theo mấy người đi vào, vị quản gia của Vương phủ đã lập tức phản ứng. Lão thấy đám người Tần gia, nhất thời liền chút động mỉm cười đi tới đón. Vừa đến trước mặt đã rất nhiệt tình nói: "Tần gia, ngài rốt cuộc đã tới. Vài ngày trước, Vương gia nhà ta đã nói rằng ngài sao vẫn chưa tới phủ. Hãy vào mau lên." Vương gia mà nhìn thấy Tần gia, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Ha ha, cũng không phải mới đây, vị tổng quản Vương phủ này quả thực có khiếu ăn nói hơn người, chỉ nói vài câu đã khiến người nghe mát mặt, trong lòng vui vẻ. Tần Ngôn không khỏi mỉm cười, thần sắc ung dung đứng tán gẫu vài câu với vị tổng quản đại nhân này. Chẳng qua bởi vì vẫn còn những người khách khác lục tục đi tới Vương phủ nên vị này nói với Tần Ngôn vài câu liền dẫn nhóm Tần Ngôn vào phủ. Sau đó nói vài câu lịch sự rồi lại vội vàng đi ra ngoài phủ. Hàn Lập mặc dù đứng cạnh Tần Ngôn không nói lời nào, nhưng khi nhìn bóng dáng vị tổng quản này thì trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng biết vì sao, Hàn Lập rõ ràng không cảm nhận được linh lực dao động trên người này, nhưng khi vị tổng quản này đi tới, Hàn Lập lại đột nhiên cảm thấy lông tóc dựng đứng, dường như đang bị một yêu thú đáng sợ tiến tới gần. Điều này khiến cho Hàn Lập cực kỳ không thỏa ai mái. Hàn Lập mặc dù không biết tại sao nhưng luôn cực kỳ tin tưởng vào cảm giác của bản thân, lập tức đưa vị tổng quản Vương phủ này vào danh sách cần phải cẩn thận và nghi ngờ. Hàn Hiên Chất, đi thôi, để ta giới thiệu một vài vị thế bá mà ngươi chưa gặp. Tần Ngôn thấy tổng quản rời đi, liền mỉm cười nói với Hàn Lập. Điều này khiến cho mấy vị người nhà họ Tần trong lòng lập tức chua xót, cảm thấy vị chủ một nhà này không khỏi có chút thiên lệch. Hàn Lập cười thầm trong lòng, biết rằng kỳ thực đây là Tần Ngôn tạo cơ hội cho mình, để mình có thể được cùng đứng đợi một chỗ, nếu không sẽ không biết nói năng ứng phó thế nào sau đó được tần ngôn mang vào đại sảnh đãi khách của Hinh vương phủ. Trong sảnh có khoảng 100 người, tuy mặc dù người tới không ít, nhưng trông dáng vẻ thì thực tế đều là vài ba người đến cùng với nhau, đương nhiên giống như tần phủ một lần đến 7-8 người thì chỉ có hai ba nhà mà thôi. Lúc này vương gia vẫn chưa xuất hiện trong sảnh, có vẻ như khách nhân đến chưa đủ thì vẫn sẽ không xuất hiện. Tần ngôn vừa tới cửa đại sảnh, lập tức đã có ngay vài người bạn thân đi tới, nhiệt tình đón tiếp. Tần ngôn đương nhiên ôm quyền ứng phó, ánh mắt đảo một vòng liền đi tới phía một lão giả vẻ mặt bị bệnh ngồi bên cạnh lão còn có hai người trẻ tuổi một nam một nữ nam thì mày rậm mắt to vẻ mặt bình ổn nữ thì nhan sắc bình thường nhưng đôi mắt lại như bốc lửa không khách khí nhìn đám tiểu bối đi phía sau tần ngôn vài lượt hàn lập đương nhiên cũng trong số đó hoa lão ca không ngờ vị đại thần y cũng xuất hiện ở đây ta còn tưởng rằng với tính tình của ngươi trường hợp này nhất định sẽ từ chối không đến tần ngôn vừa đi tới trước mặt lão giả liền Không khách khí ngồi xuống, còn nhỏ giọng đùa cợt. "Khổ, vốn đúng là như thế, nhưng sủng cơ của vương gia bị quái bệnh, vậy mà có người chữa nổi, khiến Vi huynh quả thực tò mò, muốn nhìn xem vị cao nhân có bổn sự diệu thủ hồi xuân đó." Bị Tần Ngôn trêu chọc, Hoa lão ca không hề khách khí, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Ồ, nói như vậy nghĩa là vương gia đã từng mời lão ca tới chữa bệnh cho vị thiếp này mà không phải chỉ là lời đồn. Rất hiếm khi được thấy y thuật của Hoa lão ca, vậy mà cũng không chữa nổi bệnh này sao?" hàn lập thấy tần ngôn vẻ rất kinh ngạc xem ra y thuật của lão giả này cực kỳ nổi danh ha ha các loại bệnh trên thế gian này quả là thiên kỳ bách quái thanh danh y thuật của hoa mỗ được như hôm nay chỉ là nhờ may mắn có một số bệnh nan y không chữa nổi cũng không có gì là ngạc nhiên lão giả vẫn cười nói không thèm để ý tựa như cực kỳ rộng rãi nhưng ta không tin có đại phu còn giỏi y thuật hơn lão ca tần ngôn lắc đầu nói xem ra cực kỳ tin tưởng y thuật của lão giả này nhưng lão giả họ hoa nghe xong chỉ cười mà không tiếp lời, vẫy tay với hai nam nữ bên người, nói. Hoa nam, hoa phương, trước đây ngươi đã gặp rồi. Tới đây, chào tần gia ra đi. Lão giả họ hoa hiển nhiên cực kỳ uy nghiêm trong mắt hai người này, nghe lão nói vậy liền không dám chần chừ vội vàng đến thi lễ với tần ngôn. Ha ha, không ngờ mới có mấy năm không gặp tôn tử, tôn nữ của huynh, vậy mà đều đã lớn thế này rồi. Bây giờ ta cũng không mang gì theo, chỉ có Thúy Ngọc bội này tặng các ngươi làm cái lễ gặp mặt vậy." Tần Ngôn Hiền lành nói, vừa nói vừa lục lọi trên người, lấy ra một đôi ngọc bội khiết bạch được khảm lục phỉ thúy, vừa nhìn là biết vật xa xỉ. Nam tử kia tuy trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng rất nhanh biến mất không thấy nữa. Mà cô gái kia thì sắc mặt vui mừng, có vẻ rất thích thú đối với ngọc bội kia. "Không phải khách sáo, nếu muốn thì cứ lấy đi, Tần lão đệ và nhà ta cũng không phải người ngoài." Lão giả họ Hoa thấy vậy, không khỏi cười nói: nghe lão nói vậy đôi nam nữ này mới dám nhận lấy ngọc bội trong tay tần ngôn bộ dáng của nữ tử cực kỳ hưng phấn trừ vị này mấy vãn bối phía sau ngươi ta đều đã gặp chẳng lẽ đây là thế chất của ngươi trước kia tới kinh thành sao ánh mắt lão giả rốt cuộc cũng dừng lại trên người hàn lập hơi có vẻ hứng thú dò xét phải đó đây là hàn lập hậu nhân của một vị trưởng bối của đệ hàn hiền chất đây là hoa bá phụ của ngươi một trong hai đại thần y của việt kinh cực kỳ nổi tiếng Sánh với Ngự y Diệp Đại Phu chuyên khám bệnh cho hoàng thượng đó. Tần Ngôn lúc này mới nhớ, vẫn chưa giới thiệu vị lão ca này cho Hàn Lập. Hoa bá phụ khỏe chứ? Hàn Lập chân thành chào hỏi. Ừm, um, tốt, tốt, lão giả họ Hoa thực sự không thấy Hàn Lập có chỗ nào hơn người, liền thuận mồm nói hai tiếng mà thôi. Nhưng khi lão chợt thoáng qua trong óc về lời đồn đại lưu truyền gần đây có quan hệ tới người thanh niên này, liền do dự một chút, đút bàn tay khô gầy vào trong áo, lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Hàn Lập đây là một bình hộ tâm họ ân ta đã cẩn thận điều chế. Mặc dù không dám nói là chữa được bách bệnh, nhưng các bệnh hoặc vết thương bình thường thì cũng chữa được, tặng cho Hàn Hiền chất dùng để phòng thân. Lão giả vừa mới nói xong, Hàn Lập liền cảm thấy mấy đứa con cháu tần ra phía sau lộ ra vẻ hâm mộ và đố kỵ, còn Hoa Nam, Hoa Phương cũng lộ vẻ giật mình. Hiển nhiên danh tiếng của hộ tâm họ ân này quả nhiên không phải là nhỏ. chương 287, Tiên Sư, bản thân là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, đương nhiên sẽ không để đan dược của phàm nhân vào mắt, nhưng lại tuyệt đối không thể cự tuyệt hảo ý của người ta, dáng vẻ ngượng ngùng, trần trừ định nhận lấy. Ha ha, hàn hiền chất, hộ tâm hoàn này chính là bài thuốc bí mật của Hoa Huynh, không dễ dàng gì đem tặng, hôm nay lấy ra làm lễ gặp mặt, quả thực là hào phóng đó. Tần ngôn biết Hàn Lập sẽ không để thứ này vào mặt, nhưng vẫn phải nói tốt cho bạn mình vài câu, hy vọng để lại được ấn tượng tốt về lão giả họ hoa trong lòng Hàn Lập. Lão giả có vẻ ngạc nhiên nhìn Tần ngôn vài lần, không hiểu lão phải giải thích cho Hàn Lập như vậy là có ý gì. Lão đem tặng loại thuốc cực kỳ chân quý này, chính hoàn toàn là vì nể mặt mũi tần ngôn nên mới làm như vậy. Nếu không, làm sao có thể chỉ mới gặp lần đầu đã đem tặng thứ thuốc nghìn vàng không mua nổi này cho người lạ chứ? Lão giả vẫn còn nghi hoặc, đang định hỏi thêm một hai câu nữa thì một giọng âm vang truyền tới. Hình vương đến, nghe tiếng hô của hạ nhân, mọi tiếng động ồn ào lập tức biến mất, tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía cửa đại sảnh. Chỉ thấy bốn nha hoàn đi đầu, phân biệt đứng ở hai bên vị trí chủ tọa, sau đó một đôi nam nữ mới bình thản đi ra. Nam là một trung niên hơn 40 tuổi, tóc không dài không ngắn. Sắc mặt người này đầy chính khí, một đôi mắt hổ không giận mà rất có khí thế. Bên cạnh là một mỹ nữ khoảng 23, 24 tuổi, thân mặc cung trang dài chấm đất. Vừa thấy, tất cả mọi người đều đứng dậy, thi lễ với hai người này. Vương gia, phu nhân khỏe. Bởi vì vị thiếu phụ này thực không phải là nguyên phối của hình vương mà chỉ là một vị thiếp được sủng ái nhất, nên chỉ được xưng là phu nhân.